Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 541. Ta phái này, bác tập hợp bách gia, chắt lọc tinh hoa, năm đó ta đánh cắp qua thần thông bí pháp, không có một vạn cũng có 8.000, cái kia con lươn nhỏ thần thông, tại ta thu thập bách gia công pháp bên trong, cũng là tuyệt đỉnh nhất lưu tồn tại. Diệp Thần đang chịu đủ lấy thẩm phán huyễn tượng tra tấn, nghe được tinh đạo long nữ nói như vậy, lập tức mừng rỡ, nói tiền bối. Vậy kính xin ngươi mau mau đem cái kia bất động long vương chí tôn pháp truyền thụ cho ta. Tinh đạo long nữ cười cười, nói, đừng nóng vội, tiểu gia hỏa, ngươi mấy ngày này mở miệng một tiếng tiền bối kêu, cũng rất được ta vui lòng, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Bản này bách gia pháp bí, ta liền truyền cho ngươi, năm đó ta bác tập hợp bách gia, theo chư nhà các phái đánh cắp đến công pháp, đều thu vào tại đây bản bách gia pháp bí bên trong. Nói xong. Tinh đạo long nữ liền tế ra một bản thật mỏng hoàng sách con, ban cho Diệp Thần. Diệp Thần tiếp đi tới nhìn một chút, chỉ thấy hoàng sách con phía trên, in bách gia pháp bí 4 chữ, nhìn một chút thật mỏng một quyển, nhưng đảo nhìn một chút, bên trong lại là bao quát muôn vàn, có chừng hơn vạn trang nhiều, mỗi một trang đều ghi lại một môn thần thông công pháp. Năm đó tinh đạo long nữ, bác tập hợp bách gia, theo rất nhiều đại nhân vật trong tay, đánh cắp đến đủ loại mạnh mẽ công pháp, những công pháp này. Nàng đều thu vào tại bách gia pháp bí bên trong. Diệp Thần chấn động, bản này bách gia pháp bí, mới là tinh đạo long nữ hạch tâm truyền thừa, bên trong là nàng tâm huyết cả đời, hiện tại nàng đem chân quý như vậy bí tịch, truyền cho mình, Diệp Thần tâm bên trong 10 điểm cảm kích. Tinh đạo long nữ nói, cái kia bất động long vương chí tôn pháp, tại thứ 10 trang, ngươi tốt nhất nghiên cứu, dùng thiên phú của ngươi, hẳn là có thể trong nháy mắt lĩnh ngộ. Diệp Thần nói, đúng. Hắn liền đem bách gia pháp bí, lật đến thứ 10 trang, quả nhiên liền nhìn thấy phía trên, ghi chép bất động long vương chí tôn pháp huyền bí. Bất động long vương chí tôn pháp, chính là đúc tinh long thần hạch tâm thần thông một trong, cùng thiên làm thịt đúc tinh thuật một dạng bác đại tinh thâm, rộng rãi huyền áo. Bất động long vương, vì không động thân, lớn uy nghiêm pháp tướng, vạn kiếp bất diệt, không gian thời gian vĩnh hằng tự tại, không tăng không giảm, bất diệt không cấu, vạn pháp không thể dung chuyển hắn thân. Cương nghị dũng mãnh, dựa theo thiên đạo chân quang, kim hà xí diễm vạn trượng. Diệp Thần nhìn xem bất động long vương chí tôn pháp huyền bí, chỉ cảm thấy trong óc oanh một tiếng, đại lượng cổ lão rộng rãi bí quyết tràn vào, hắn dựa vào tuyệt hảo ngộ tính, trong nháy mắt chính là lĩnh ngộ môn này chí tôn pháp tinh túy. Tinh đạo long nữ hỏi, lĩnh ngộ sao? Diệp Thần nói, lĩnh ngộ. Tinh đạo long nữ cười nói, rất tốt, người thiên phú quả nhiên là cường hãn. Dừng một chút, nàng biểu lộ lại khó được trở nên nghiêm túc lên, nói, bất quá, người kế thừa ta bách gia pháp bí, liền là người của ta nhân quả, người cũng phải giúp vội vàng xử lý, ta muốn một sự kiện muốn nhờ ngươi. Diệp Thần nói, chuyện gì? Tinh đạo long nữ nói, Ngô, cùng phai màu người có quan hệ, được rồi, người bây giờ tranh tài trọng yếu, chờ ngươi tranh tài kết thúc, ta lại nói cho ngươi, miễn cho ngươi phân tâm. Diệp Thần nhướng mày, phai màu người. Hắn nhớ mang máng, trước đó cũng nghe đến tình đạo long nữ đề cập qua, phai màu người 3 chữ này, nàng trước đó tại ảnh ma hung ngao, dung nham thiên cầu, tiểu hồng ngư trước mặt, đều không muốn hiện thân, bại lộ nhân quả, tựa hồ liền là sợ hãi bị phai màu người phát hiện. Diệp Thần hết sức muốn biết, cái kia phai màu người đến cùng là thần thánh phương nào, thế mà nhường tình đạo long nữ kiêng kỵ như vậy. Bất quá việc cấp bách, là mau sớm bắt lại vòng thứ 2 tranh tài quán quân, phai màu người sự tình. Có thể chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc lại nói. Nghĩ như vậy, Diệp Thần tinh thần liền thu liễm lại đến, lực chú ý một lần nữa thả lại sân thi đấu. Thẩm phán chi kính hào quang, như hồng triều không ngừng cọ rửa xuống tới, Diệp Thần huyễn tượng trong đầu, vẫn là vô cùng mãnh liệt, thời thời khắc khắc đều đang chịu đựng nước nóng đun nấu thống khổ, bước đi liên tục khó khăn, trạng thái như vậy, nghĩ muốn đuổi kịp Ma Phi Thiên, vậy đơn giản là chuyện không thể nào. Diệp Thần nhìn lại, liền xem đến phần sau những người dự thi, đang lục tục đuổi đi lên, bởi vì hắn cùng Ma Phi Thiên bước chân, đều trở nên chậm, cho nên phía sau người dự thi, có đầy đủ thời gian đuổi theo. Lúc này sông 6 cửa thứ 5 người dự thi, ước chừng chỉ có 70, 80 người, còn lại người dự thi, đều ở phía trước cửa ải bị đào thải đi, hoặc là chịu không được địa phủ tà quân tâm ma khảo vấn, hoặc là sông không qua Thiên Ung Hoàng đá dơ trận. Đặc biệt là Thiên Ung Hoàng một cửa ải kia. Tận thế vẫn thạch thiên hàng, thực sự quá kinh khủng, có không ít người bị sống sờ sờ đập chết,
cũng có người mắt thấy thảm trạng về sau, tự hỏi vô pháp quá quan, liền lựa chọn bỏ thi đấu. Đến cuối cùng, hơn 200 người dự thi, có thể có 70, 80 người đi vào cửa ải cuối cùng, đã là vô cùng khó được, rõ ràng dự thi người đều là không lúc nào trong không gian thiên tài, tuy vô pháp cùng Diệp Thần, mà Phi Thiên chờ đỉnh cấp thiên tài so sánh, nhưng cũng không phải bình thường. Này một cửa tội nghiệt thẩm phán, đối mọi người mà nói, áp lực tự nhiên cũng là phi thường lớn, bọn hắn nhìn như đã sắp đuổi kịp Diệp Thần, chênh lệch cũng là mấy chục cấp bậc thang, nhưng này nhìn như không dài khoảng cách, lại tựa như lạch trời, mỗi một bước nhảy vọt, đều cần thừa nhận áp lực thực lớn. Bọn hắn chênh lệch, cùng Diệp Thần tựa như lạch trời, cái kia Diệp Thần cùng Ma Phi Thiên chênh lệch, cũng là tựa như lạch trời, dưới tình huống bình thường, mong muốn đuổi theo, vô cùng khó khăn. Nhưng, Diệp Thần vừa mới lĩnh ngộ bất động Long Vương Chí Tôn Pháp, lại là có khả năng đem cục diện nghịch chuyển. Thế là, Diệp Thần dừng lại xuống bước chân, hai tay bấm quyết, đan điền linh khí cuồn cuộn mà ra, trong miệng yên lặng ngâm sướng. Ta thần hóa bất động Long Vương, uy nghiêm cẩn thận, vạn kiếp bất diệt, không gian thời gian vĩnh hằng tự tại, không tăng không giảm, thiên đạo chí tôn, chân quang vạn diễm. Theo Diệp Thần tiếng ngâm sướng hạ xuống, một màn kinh người xuất hiện, đúng là có từng đầu như thủy tinh hào quang, từ trên trời giáng xuống, rơi vào Diệp Thần trên thân. Đó là thiên đạo đặc hữu chúc phúc hào quang. Thiên đạo chân quang, hiện lên thủy tinh nguyên chất, tinh xảo đặc sắc, thuần tịnh vô hạ, bên trong có muôn vàn pháp tắc xen lẫn, chư pháp xen lẫn diễn sinh ra hào quang, liền là như thủy tinh thuần sắc, thật giống như đỏ cam vàng lục lam tràm tím bảy sắc hỗn hợp, lại thành thuần trắng ánh nắng. Chỉ tinh khiết chỉ sạch, mới là thiên đạo màu nền, mới là thiên đạo chân quang. Lần này, Diệp Thần thi triển bất động Long Vương Chí Tôn Pháp. Thế mà trong nháy mắt, liền được thiên đạo chân quang tẩy lễ, toàn thân thủy tinh thần mang nở rộ, từng đầu thủy tinh pháp tắc ngưng tụ thành phù văn thác nước, tại quanh người hắn rủ xuống, hùng vĩ cực điểm. Giống. Sau đó, lại nghe một đạo kinh thiên long ngâm vang vọng, từ trên người Diệp Thần, nổ nổi lên một đầu thần long, chính là viễn cổ đúc tinh long thần đại pháp tướng, kim quang sáng chói, kim diễm bừng bừng, chiếu rọi nghìn vạn dặm, rực rỡ như nhật nguyệt xem, bá khí phi phàm. Thiên đạo pháp tắc thủy tinh thần mang, đúc tinh long thần pháp tướng kim quang, tại Diệp Thần trên thân một thể xen lẫn, sáng chói nở rộ, xông phá thang trời bên trong thẩm phán bạch quang, thủy tinh kim quang xỏ xuyên qua bầu trời, ông ông tác hưởng, vô tận thiên hoa nở rộ rơi xuống, tại Diệp Thần quanh thân tung bay. Giờ khắc này Diệp Thần, thần hóa bất động Long Vương, như vạn kiếp bất diệt, tại thẩm phán chi quang hồng chiều trùng kích vào, sừng sững không ngã. Thân hình thậm chí liền lắc lư cũng sẽ không tiếp tục hoảng động đậy, cả người biểu lộ ra một cỗ đại trật tự, đại ổn cố, lớn uy nghiêm pháp tướng khí tượng. Cái này là đúc tinh long thần tiền bối bất động Long Vương Chí Tôn Pháp. Quả nhiên cường hãn a. Diệp Thần mừng rỡ không thôi, liền thấy nội tâm bị thẩm phán huyễn tượng, đã giống như thủy triều rút đi, cả người hắn khôi phục tinh thần, thần thái sáng láng, không còn có một điểm khó chịu. Bất động Long Vương Chí Tôn Pháp một thi triển, Diệp Thần liền phảng phất tiến nhập vô địch trạng thái, vạn kiếp bất diệt, vạn pháp bất xâm, liền thiên pháp lộ nguyệt thẩm phán, đều không làm gì được hắn. Đây là thần thông gì? Tốt sáng chói khí tượng. Ở đây những người dự thi, nhìn thấy Diệp Thần quanh thân toát ra rộng rãi khí tượng về sau, lập tức chấn kinh. Tiếng long ngâm vang vọng, giờ khắc này Diệp Thần, đơn giản giống như là viễn cổ cự đầu đúc tinh long thần đích thân tới, thủy tinh thần mang hừng hực, kim diễm hà quang nở rộ. Này luân hồi chi chủ, át chủ bài thủ đoạn quả nhiên là tầng tầng lớp lớp A. Đây là viễn cổ đại thần thông A, tựa hồ là đúc tinh long thần thần thông. Đúc tinh long thần pháp tướng hiển hóa, mà ngay cả thiên pháp lộ nguyệt đều không thể thẩm phán. Vô số kinh hãi thanh âm đang vang vọng, mọi người đang thừa nhận thẩm phán tra tấn, nhưng Diệp Thần lại thi triển thần thông, theo tra tấn bên trong đột phá ra tới. Tinh không thần sơn trên quảng trường. Rất nhiều người dự thi nhìn thấy Diệp Thần bộc phát ra kinh thiên khí tượng về sau, cũng là kinh hãi. Sơn Thần vẻ mặt đã khó xem tới cực điểm, nghĩ thầm, tiểu tử này át chủ bài làm sao nhiều như vậy. Hắn nhìn một chút bên cạnh Nguyên Thiên Đế, đã thấy Nguyên Thiên Đế hơi hơi vân vê râu dài, trên mặt mang theo tán thưởng nụ cười. Thấy Nguyên Thiên Đế bộ dáng này, Sơn Thần chỉ lo lắng, Nguyên Thiên Đế sẽ đứng tại Diệp Thần bên này, vứt bỏ chính mình. Đáng chết tiểu tử. Nguyên Thiên Đế đại nhân khẳng định sẽ thiên vị hắn. Chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc,
Nguyên Thiên Đế khả năng liền thê tử của ta, đều muốn chắp tay ban cho tiểu tử này. Ta không thể để cho hắn sống đến tranh tài kết thúc. Xem ra, chỉ có thể mời sát thủ nấu ăn hắn. Thế gian này, có thể giấu giếm được Nguyên Thiên Đế đại nhân tai mắt, còn có Nhậm Phi Phàm, Phật Tổ trợ thủ hộ giả sát thủ, chỉ có trong truyền thuyết phai màu người. Sơn Thần trong lòng lóe lên đủ loại ác độc suy nghĩ, nhưng mặt ngoài bất động thanh sắc, chỉ yên lặng xem thi đấu. Chỉ thấy Diệp Thần thi triển ra bất động Long Vương Chí Tôn Pháp về sau, trực tiếp liền thoát khỏi Thiên Pháp Lộ Nguyệt thẩm phán, cất bước đi về phía trước. Trước đây Diệp Thần, thâm thụ thẩm phán huyễn tượng tra tấn, mỗi một chạy bộ ra, đều cần hao phí to lớn tâm huyết, tiếp nhận áp lực thực lớn. Nhưng bây giờ, huyễn tượng diệt hết, hắn như một tôn bất động Long Vương, uy nghiêm cẩn thận, từng bước trầm ổn như núi, mỗi bước ra một bước, đều có thiên hoa loạn trụy, kim quang hà thải dâng lên, thiên đạo thủy tinh thần mang chìm nổi, muôn hình vạn trạng, vạn pháp bất xâm, Thiên Pháp Lộ Nguyệt thẩm phán chi quang, rốt cuộc không ảnh hưởng tới Diệp Thần. Tại rất nhiều kinh hãi rung động tầm mắt nhìn soi mói, Diệp Thần từng bước một hướng về thang trời đỉnh đi đến. Hắn đi được cũng không nhanh, nhưng mỗi một bước đều là phi thường trầm ổn, chậm rãi vượt qua từng bậc bậc thang, rất nhanh liền đuổi kịp Ma Phi Thiên. Ma Phi Thiên thấy Diệp Thần đuổi theo tới, hơn nữa còn là một mặt dễ dàng, một thân hoa quang sáng chói bộ dáng, hắn triệt để chấn kinh. Lúc này hắn toàn thân mồ hôi đầm đìa, đang thừa nhận to lớn thẩm phán tra tấn, nếu như không phải đạo tâm đủ mạnh mẽ, hắn khả năng đã sớm không chịu nổi vứt bỏ so tài. Như vậy bộ dáng chật vật, cùng Diệp Thần tạo thành tương phản to lớn. Diệp Thần cũng không có đi xem Ma Phi Thiên, bởi vì hắn biết, làm chính mình nắm giữ bất động Long Vương Chí Tôn Pháp trong nháy mắt, hắn đã là này một vòng đấu quán quân. Đúc tinh Long Thần bất động Long Vương Chí Tôn Pháp, lại là có thể rất tốt khắc chế đối kháng Thiên Pháp Lộ Nguyệt thẩm phán chi pháp. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nhìn thấy Diệp Thần thoát khỏi thẩm phán huyễn tượng, hơn nữa còn vững bước hướng thang trời đỉnh đi đến, nàng cũng là lấy làm kinh hãi, sau đó trên mặt cũng lộ ra một vẻ tán thưởng nụ cười, nghĩ thầm tên tiểu tử này, xem ra ta là thẩm phán không được hắn. Ma Phi Thiên nhìn thấy Diệp Thần từng bước một hướng đi thang trời đỉnh, cảm thấy khẩn trương, suy nghĩ nói, nếu là cho hắn đoạt giải quán quân, hắn lấy thêm đến một tờ tinh không đạo thư, thì còn đến đâu? Trong lòng của hắn lóe lên đủ loại suy nghĩ, nghĩ đến mấy loại phá cục chi pháp, nhưng đại giới đều có chút to lớn, đằng sau còn có vòng thứ ba trận chung kết, hắn không thể ở thời điểm này tiêu hao quá nhiều. Tâm niệm chuyển động phía dưới, Ma Phi Thiên đột nhiên quay đầu, hướng về phía sau Chu Võ Hoàng kêu lên. Chu Võ Hoàng, nắm thiên tội cổ kiếm cho ta mượn. Chu Võ Hoàng cùng thiên nữ, tôn gì đám người, đều tại đằng sau, bọn hắn tại to lớn thẩm phán áp lực dưới, đã biết mình không có khả năng cùng Diệp Thần, Ma Phi Thiên tranh đoạt quán quân. Này vòng thứ hai tranh tài quán quân, liền là Diệp Thần cùng Ma Phi Thiên tại đoạt, mà lại tại Diệp Thần bộc phát ra bất động Long Vương Chí Tôn Pháp về sau, thắng bại tựa hồ đã quyết định. Hiện tại, nghe được Ma Phi Thiên, Chu Võ Hoàng sửng sốt một chút, không nghĩ tới Ma Phi Thiên sẽ mở khẩu mượn kiếm. Ma Phi Thiên nói, để cho ta làm quán quân, cũng tốt hơn tiểu tử kia đoạt giải quán quân. Chờ ta cầm tới tinh không đạo thư, ta có khả năng đem huyết chi thạch trả lại cho ngươi. Nghe vậy, Chu Võ Hoàng con mắt lập tức sáng lên, này vòng quán quân ban thưởng, là đã phá toái tinh không đạo thư, bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, mà lại tại chủ thế giới không có cách nào có khả năng chữa trị, mặc dù cũng là hiếm có cơ duyên, nhưng cũng không phải là nhất định phải cướp đến tay không thể. Nhưng huyết chi thạch, đối Chu Võ Hoàng tới nói, lại là cực kỳ trọng yếu, đây chính là chiến thần bao tay bên trên đã từng khảm nạm bảo thạch, nếu như có thể có được lời, thậm chí khả năng đẩy ngược thiên cơ. Ngược dòng tìm hiểu ra chân chính chiến thần bao tay hạ lạc. Cho ngươi, chị. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chu Võ Hoàng quyết đoán cực nhanh, lập tức liền tế ra thiên tội cổ kiếm, tạm thời cấp cho Ma Phi Thiên. Ma Phi Thiên khoanh tay tiếp nhận, vừa nắm ở thiên tội cổ kiếm, hắn hít thở sâu một hơi, thiên tội cổ kiếm phía trên, lập tức liền toát ra một vệt lăng lệ phong mang, lại cùng trên người hắn thiên ma tinh hải chiến bào. Lẫn nhau cộng minh. Kiếm quang quy trần, huyễn tượng phá diệt, chém. Ma Phi Thiên quát mạnh một tiếng, huy kiếm hướng phía trước bạo trảm, thiên tội cổ kiếm năng lượng, hỗn hợp có thiên ma tinh hải năng lượng, hóa thành một đạo vô cùng hừng hực kiếm quang, cuồng nhiên bạo trảm mà ra, suy một tiếng, liền đem hắn phía trước thẩm phán bạch quang hồng chiều, toàn bộ trảm diệt đi.
Thẩm phán Quang Triều bị trảm diệt, mà Phi Thiên trạng thái tinh thần, cũng lập tức theo thẩm phán huyễn tượng bên trong đi ra ngoài. Hắn cũng khôi phục như thường, tầm mắt đột nhiên trở nên sắc bén, bày ra ma đi quỷ bộ, bộ pháp nổ tung, ngang tảng hướng Diệp Thần đuổi theo. Rất nhanh, Ma Phi Thiên liền đuổi tới Diệp Thần bên người, hai người sóng vai nhất tuyến, chung nhau hướng về thang trời đỉnh chạy đi. Ma Phi Thiên bộ pháp vội vàng, nhưng Diệp Thần lại đi được vô cùng ổn, không nhanh không chậm, mà lại kỳ quái là, nhìn như đi không nhanh Diệp Thần, nhưng không có lạc hậu Ma Phi Thiên nửa điểm, thậm chí Thủy Chung dẫn trước lấy Ma Phi Thiên nửa bước. Diệp Thần toàn thân nở rộ bất động Long Vương Chí Tôn đại khí tượng, cỗ này khí tượng, uy áp vô cùng lớn lao, thậm chí mang theo một cỗ nhân quả luật áp chế, nhưng Ma Phi Thiên Thủy Chung lạc hậu Diệp Thần nửa bước. Thiên tội cổ kiếm, ai dám cản ta, phá cho ta. Ma Phi Thiên vẻ mặt âm trầm, cũng cảm thấy mình bước chân, bị Diệp Thần bất động Long Vương khí tức áp chế, dẫn đến hắn Thủy Chung kém lấy Diệp Thần nửa bước. Hắn vội vàng ngự lên thiên tội cổ kiếm. Thiên tội cổ kiếm ông ông tác hưởng, nở rộ nóng rực kiếm khí, hình thành một cỗ cường đại khí tràng, cùng Diệp Thần cái kia có chút cường thế khí tràng đối kháng. Bởi vì này một vòng đấu, cấm chỉ tư đấu, cho nên Ma Phi Thiên cũng không thể trái với quy tắc, không thể trực tiếp công kích Diệp Thần, hai bên chỉ có thể dựa vào khí tràng cao thấp quyết đấu. Ma Phi Thiên nắm trong tay thiên tội cổ kiếm, khí tràng to lớn, chỉ cần lại cho hắn mấy hơi thời gian, hắn thậm chí khả năng trái lại áp chế Diệp Thần. Nhưng, Diệp Thần lại một điểm không hoảng hốt. Bởi vì, thang trời điểm cuối cùng, đang ở trước mắt. Không đợi Ma Phi Thiên phản kích, Diệp Thần trong nháy mắt, đã vượt qua tầng tầng bậc thang, bước lên thang trời đỉnh. Ma Phi Thiên cơ hồ cũng trong cùng một lúc, bước lên đỉnh. Nhưng, hắn sắc mặt tái nhợt, lại không có một chút thần sắc mừng rỡ. Bởi vì, hắn đến điểm cuối cùng, cũng là lạc hậu Diệp Thần nửa bước. Liền là này nửa bước chênh lệch. Lại là quán quân cùng kẻ bại khác biệt. Ma Phi Thiên, đa tạ. Diệp Thần cười cười, hướng về Ma Phi Thiên chắp tay một cái. Trước mặt hai người, liền là cái kia bày ra tại thang trời đỉnh điểm cuối cùng bên trên tinh không thần tòa. Đen kịt thâm thúy, lập lòe điểm điểm tinh quang tinh không thần tòa, lộ ra thần bí lực hấp dẫn, phảng phất là một tấm vương tọa, người nào ngồi lên, người đó liền có thể hiệu lệnh thiên hạ. Diệp Thần thắng nửa bước. Thắng được không nhiều, nhưng chung quy là thắng, hắn đem gương mặt uể oải Ma Phi Thiên đẩy ra, chính mình ngồi xuống tinh không trên thần tọa. Phía dưới rất nhiều người dự thi, còn có quảng trường bên trên khán giả, nhìn thấy Diệp Thần cùng Ma Phi Thiên gần như đồng thời trèo lên đỉnh, lại gặp Diệp Thần ngồi lên tinh không thần tọa, đều là một mảnh xôn xao. Là luân hồi chi chủ thắng. Hẳn là, Ma Phi Thiên giống như lạc hậu hắn nửa bước. Này luân hồi chi chủ vận khí cũng quá tốt rồi đi, liền giành trước nửa bước. Rất nhiều tiếng nghị luận dồn dập vang lên, mọi người tại đây đều là ánh mắt độc ác thế hệ, bọn hắn tự nhiên có thể thấy rõ, Diệp Thần dẫn trước Ma Phi Thiên nửa bước trèo lên đỉnh. Coi như chẳng qua là dẫn trước nửa bước, cái kia Diệp Thần cũng là cái thứ nhất trèo lên đỉnh người, hắn tự nhiên là hoàn toàn xứng đáng quán quân. Ma Phi Thiên thấy ngồi tại tinh không thần chỗ ngồi Diệp Thần. Gương mặt theo uể oải dần dần trở nên dữ tợn, hắn chẳng qua là lạc hậu nửa bước, hắn khó mà tiếp nhận kết quả này, nhìn xem Diệp Thần đắc chí vừa lòng biểu lộ, nội tâm của hắn phẫn nộ tột đỉnh, quát. Luân hồi chi chủ, quán quân là ta. Hắn đột nhiên vung ra thiên tội cổ kiếm, hướng về trên chỗ ngồi Diệp Thần đâm tới, trên mũi kiếm khói đen cuồn cuộn, sát phạt bừng bừng. Thua không nổi, nghĩ chơi xấu sao. Diệp Thần ha ha cười nhạt một chút. Hắn lúc này quanh thân còn quanh quẩn lấy bất động Long Vương Chí Tôn Pháp khí tượng, môn này bất động Long Vương Chí Tôn Pháp, không có nửa điểm công sát uy lực, nhưng trật tự cùng thủ hộ lực lượng, lại là cao cấp nhất tồn tại. Hắn những nhìn thấy Ma Phi Thiên nhất kiếm đâm đến, mảy may không hoảng hốt, cong ngón búng ra, keng một tiếng, lại trong nháy mắt, liền đem Ma Phi Thiên thiên tội cổ kiếm bắn ra. Ma Phi Thiên đại giật mình, chỉ cảm thấy thời khắc này Diệp Thần, liền là một ngọn núi, không có thể dung chuyển. Hắn không chịu thua, liền muốn lại ra tay. Uy, Ma Phi Thiên, này vòng đấu cấm chỉ tư đấu, ngươi còn dám làm loạn, ta liền đem ngươi đá đi xuống. Lúc này, thẩm phán chi chủ thiên pháp lộ nguyệt, lách mình bay tới, một trường vỗ ra, đem Ma Phi Thiên bước đến liên tiếp lui về phía sau. Ma Phi Thiên sầm mặt lại, tại thiên pháp lộ nguyệt áp chế dưới, cũng không cách nào động thủ lần nữa.
Diệp Thần cười nói, đa tạ Thiên Pháp Lộ Nguyệt tiền bối, duy trì trật tự. Nói xong, Diệp Thần liền thoải mái, ngồi xuống tinh không trên thần tọa. Thiên Pháp Lộ Nguyệt cười nói, chúc mừng ngươi a, luân hồi chi chủ, ngươi là này vòng đấu quán quân, tinh không đạo thư thuộc về ngươi. Chỉ thấy Diệp Thần ngồi lên tinh không thần tọa về sau, thần tọa nở rộ sáng chói tinh quang, từng đạo ký tự hiển hiện ra, như hồ điệp, như là cỗ sao băng bay múa, đem Diệp Thần tôn lên thần quang vạn trượng, như trên trời người, siêu trần tuyệt thế. Diệp Thần người tại thang trời đỉnh, ngồi tinh không thần tòa, nhìn xuống phía dưới, gặp người chúng đều nhỏ bé như sâu kiến, trong lòng tỏa ra nhìn xuống phàm trần hào khí, nhịn không được ha ha bật cười, trong lòng cực kỳ thoải mái. Trước mắt hắn từng đạo ký tự, như ngân hà liên kết, cuối cùng hóa thành một tờ hoàn chỉnh tinh không đạo thư, phiêu lạc đến trong tay hắn. Diệp Thần bắt được tinh không đạo thư, trang sách bên trên tinh quang chiếu rọi toàn thân hắn, không ngờ biến thành một bộ tinh thần pháp bào, hắn khoác lên tinh thần pháp bào, lấp lánh phát quang, dậy người không dám nhìn gần. Ma Phi Thiên thấy thế, nội tâm lại hối hận vừa hận, hắn chỉ thua nửa bước, lại thành một cái kẻ bại. Ma Phi Thiên, ngươi thật sự là phế vật, cầm lấy ta kiếm, đều đấu không lại luân hồi chi chủ. Chu Võ Hoàng giận đến mắng to lên, nội tâm phẫn nộ gấp, cảm xúc dưới sự kích động, ngược lại giảm bớt thẩm phán huyễn tượng tra tấn, hắn cũng cấp tốc xông lên thang trời đỉnh, thành cái thứ ba trèo lên đỉnh người, hung tợn nhìn chằm chằm Ma Phi Thiên, đem thiên tội cổ kiếm triệu hồi. Nếu như không phải có Thiên Pháp Lộ Nguyệt ở bên cạnh nhìn xem, hắn sợ là muốn lập tức ra tay rồi. Diệp Thần đã đoạt lấy quán quân, hắn cùng Ma Phi Thiên xếp hạng thứ ba người thứ hai, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Đối bọn hắn này loại đỉnh cấp thiên tài tới nói, chỉ có quán quân ban thưởng tinh không đạo thư, mới có giá trị, mặt khác phần thưởng, đều là chút rác rưởi. Chu Võ Hoàng, cũng là không cần kích động như vậy, không phải còn có vòng thứ ba sao? Vòng thứ ba mới là trọng yếu nhất trận chung kết, có lẽ các ngươi còn có phản cơ hội giết ta, táng diệt luân hồi không phải là của các ngươi mục tiêu à, ha ha. Diệp Thần hiện tại tâm tình phi thường tốt, liền nở nụ cười. Hắn vòng thứ nhất vòng thứ hai tranh tài, đều lấy được quán quân, có thể nói là khí thế như cầu vồng, vòng thứ ba trận chung kết, hắn đồng dạng có lòng tin bắt lại. Ma Phi Thiên cùng Chu Võ Hoàng, đều là sắc mặt tái xanh, vòng thứ hai tranh tài là phải quyết ra bát cường, bọn hắn tại Diệp Thần đằng sau trèo lên đỉnh, xếp tại thứ hai thứ ba tên, tự nhiên cũng là thuận lợi vào vòng, có thể tiến vào trận chung kết. Nhưng vấn đề là, hiện tại Diệp Thần cầm tới vòng thứ hai tranh tài quán quân, lại lấy được một tờ tinh không đạo thư, chỉ sợ thực lực lại muốn tăng vọt, chờ trận chung kết khai hỏa, bọn hắn mong muốn chiến thắng Diệp Thần, lại nói thì dễ làm mới khó làm sao. Phía dưới khán giả, nhìn thấy Diệp Thần trèo lên đỉnh, đạt được tinh không đạo thư, đều là phát ra rối loạn tưng bừng thanh âm, luân hồi trận doanh bên này, thì là cao hứng bừng bừng reo hò hò hét. Đến mức Sơn Thần, vẻ mặt đã kinh biến đến mức trước nay chưa có âm trầm, trong ánh mắt vẻ oán độc, giống như rắn độc nồng đậm. Nguyên Thiên Đế thoáng nhìn Sơn Thần bộ dáng, không khỏi nhướng mày. Tại trọn vẹn qua một lúc lâu sau, Thiên Nữ, Tôn Di đám người, cũng lần lượt trèo lên đỉnh. Vòng thứ hai tranh tài quyết ra bát cường, chính là Diệp Thần, Ma Phi Thiên, Chu Võ Hoàng, Thiên Nữ, Tôn Di, Lạc Hạc Hiên, Hùng Bá Phong, còn có một cái tròn vo mập mạp, chính là đến từ Đạo Tông đệ tử, gọi Vương Kim Bảo, nghe nói là Đạo Tông bát tổ bên trong, tài thần lão tổ đồ đệ, cũng xem như một thiên tài. Đương nhiên, Vương Kim Bảo chẳng qua là bình thường thiên tài, cùng Diệp Thần, Ma Phi Thiên chờ đỉnh cấp thiên tài, khẳng định không thể sánh bằng. Vòng thứ hai tranh tài, bát cường đã quyết ra, chúc mừng luân hồi chi chủ đoạt giải quán quân. Thiên Pháp Lộ Nguyệt cao giọng tuyên bố kết quả, toàn trường vang lên một hồi tiếng vỗ tay, còn có từng đợt tiếng nghị luận. Luân hồi chi chủ lại bắt lại quán quân, xem ra trận chung kết tổng quán quân cũng là hắn. Cái kia chính là liên đoạt tam nguyên A, ghê gớm, thật sự là đại khí vận A. Tinh không thần sơn và cả tòa sơn thần giới, đều muốn về hắn. Đây là bực nào tạo hóa a, luân hồi trận doanh muốn vô địch, Sơn Thần thua thiệt đến nhà bà ngoại đi, địa bàn cùng lão bà đều bị người đoạt đi. Xem ra tương lai không không thời không chúa tể, liền là luân hồi chi chủ. Diệp Thần khí thế như cầu vồng, làm cho ở đây rất nhiều cường giả, cũng vì đó chấn phục, có không ít môn phái trưởng môn nhân, đều tính toán đợi sau khi cuộc tranh tài kết thúc, nâng chúng đầu nhập vào luân hồi trận doanh, ngưỡng theo thiên uy trật tự,
để cầu tự vệ. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, vòng thứ 3 trận chung kết, đem tại 7 ngày sau cử hành, chư vị người dự thi còn mời nghỉ ngơi thật tốt, 7 ngày sau chúng ta gặp lại. Vòng thứ 2 tranh tài, đến tận đây viên mãn kết thúc, Diệp Thần hưng phấn về tới luân hồi trận doanh, cùng đám người chúc mừng, không xiết vui vẻ. Đêm khuya, đang ăn mừng cùng mở tiệc vui vẻ qua đi, Diệp Thần một mình trở lại gian phòng, bình tĩnh lại tâm tình, móc ra hôm nay lấy được tờ kia tinh không đạo thư. Không không lúc nào không lưu truyền tinh không đạo thư, cùng sở hữu 5 khối, ta đã được đến 3 trang. Chẳng qua là một trang này, phá toái cũng quá lợi hại. Diệp Thần âm thầm nói thầm, ngắm nghía hôm nay đoạt giải quán quân sau lấy được tinh không đạo thư trang sách. Theo mặt ngoài xem, trang này tinh không đạo thư, tựa hồ cũng không có cái gì dị dạng, nhưng hắn Diệp Thần tinh thần, thẩm thấu vào trang sách nội bộ, quan tưởng đến tinh không bản tướng, liền thấy cái kia một mảnh tinh không, che kín vết rách. Từng đầu vết rách, răng khắp nơi, như giống như mạng nhện, lạc ấn ở trên trời sao, làm cho phiến tinh không này, tựa như là sắp phá nát gốm sứ, giống như tiếp theo trong nháy mắt, liền muốn đập tan thành vô tận mảnh vỡ. Như vậy phá toái tinh không, có khả năng cung cấp năng lượng, vô cùng có hạn. Tiền bối, có chữa trị tinh không biện pháp sao? Diệp Thần âm thầm câu thông tinh đạo long nữ, dò hỏi. Tinh đạo long nữ nhìn xem này mảnh phá toái tinh không, nghĩ đo một cái, lắc lắc đầu nói, hẳn không có, này bể tan tành cũng quá lợi hại, không không lúc nào không chủ thế giới bên trong, hẳn là không có có đồ vật gì có thể chữa trị. Phải không? Diệp Thần mày nhăn lại, hắn biết tinh không đạo thư giá trị, nếu như phá toái không thể chữa trị, vậy thì thật là tiếc nuối khổng lồ. Ngôi sao nhỏ, người có biện pháp chữa trị sao? Diệp Thần lại câu thông ngôi sao nhỏ, hướng nàng hỏi thăm. Ngôi sao nhỏ đang giúp Diệp Thần chế tạo luân hồi sách, nghe được hỏi thăm về sau, phân ra một luồng tinh thần, quan sát đến này mảnh phá toái tinh không, trầm ngâm một hồi, nói, Ngô. Lá thần ca ca, giống như không có, không có chuyện gì, ta có một tờ tinh không đạo thư, liền đầy đủ sống yên phận, trang này đạo thư phá toái cũng không quan trọng. Được a. Diệp Thần có chút bất đắc dĩ vuốt vuốt mi tâm, liền tinh đạo long nữ cùng ngôi sao nhỏ, đều không có cách nào chữa trị trang này tinh không đạo thư, xem ra muốn chữa trị lời, cái kia đích thật là muôn vàn khó khăn. Lắc đầu, Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, tương lai có cơ hội, lại chữa trị cũng không muộn, hiện tại trước luyện hóa lại nói. Ngay sau đó, Diệp Thần liền đem máu tươi của mình, nhỏ vào tinh không bên trong, hắn máu, dọc theo trên trời sao vết rách, không ngừng khuếch tán. Rất nhanh thẩm thấu vào toàn bộ tinh không. Chỉ một thoáng, tinh không linh khí, phụng dưỡng Diệp Thần, từng sợi linh khí quán trú vào Diệp Thần trong cơ thể. Diệp Thần trong đan điền, linh khí phồn vinh mạnh mẽ tăng lên, toàn thân xương cốt cũng đi theo răng rắc rung động, tu vi cảnh giới cũng đi theo nước chảy thành sông đột phá, thuận lợi bước vào thần đạo cảnh 9 tầng trời đỉnh phong hàng ngũ. Rất tốt, coi như là phá toái tinh không, cũng có thể cho ta cung cấp sung túc linh khí tẩm bổ. Tu vi lập tức đã đột phá. Diệp Thần tâm bên trong mừng rỡ, nắm chặt lại quyền, liền thấy tu vi sau khi đột phá, tự thân lực lượng cũng là tăng lên rất nhiều. Hiện tại Diệp Thần, khoảng cách thiên nguyên cảnh, cũng chỉ bất quá cách xa một bước. Nương tựa theo thần đạo cảnh 9 tầng trời đỉnh phong thực lực, Diệp Thần có lòng tin, 7 ngày sau tổng quyết tái, hắn có khả năng bắt lại quán quân. Diệp Thần lại lấy ra nguyên thiên đế tòa kia kim đỉnh, cẩn thận phỏng đoán cảm ngộ. Nhưng vẫn không thể nào nắm giữ luyện hóa. Nếu có thể luyện hóa này kim đỉnh, tổng quyết tái ta đoạt giải quán quân nắm bắt, kia liền càng lớn. Diệp Thần tâm bên trong âm thầm nói thầm, lại muốn, đăng thần bên kia, ta còn có một cái nguyện vọng, liền cầu nguyện để cho nàng giúp ta trưởng khống kim đỉnh, không biết có thể hay không thực hiện. Hắn nhìn một chút Tuyết Hiên thần đăng, đăng thần còn đang ngủ say, bất quá năng lượng linh khí đã đang dần dần khôi phục. Đoán chừng này 7 ngày có khả năng tô tỉnh. Nếu là Diệp Thần có thể trưởng khống này tòa kim đỉnh, sức chiến đấu tuyệt đối có khả năng lại một lần nữa mãnh liệt thăng. Dù sao những này tòa kim đỉnh, là nguyên thiên đế chế tạo, bình thường tới nói, chỉ có đi đến cửu đỉnh cảnh về sau, mới có thể nắm giữ. Nếu là Diệp Thần chỉ có thần đạo cảnh, liền có thể nắm giữ cửu đỉnh cảnh mới có thể nắm giữ thần đỉnh, cái kia có khả năng bộc phát ra sức chiến đấu, tự nhiên là hung mãnh. Bất quá bây giờ, hắn nghĩ dựa vào chính mình nắm giữ kim đỉnh, vậy cơ hồ là không có khả năng sự tình, bởi vì tu vi hỏa hầu còn chưa tới, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào đăng thần trên thân.
Diệp Thần thu lại tạp niệm, ngủ thật say, tĩnh dưỡng tinh thần, này 7 ngày phải nghỉ ngơi dưỡng sức, dùng trạng thái đỉnh cao nhất, đi nghênh đón Tổng Quyết tái đến. Ngủ say bên trong, Diệp Thần hốt hoảng, đi tới một cái kỳ quái thế giới, nơi này thánh sơn núi lớn liên miên, xanh ngắt thúy bách xâm xâm, trên mặt đất kim quang lưu chuyển, yên hà tràn ngập, trên bầu trời lại chiếm cứ một tôn đại năng, thân cao vạn trượng, làn da hiện ra màu vàng kim, dáng vẻ trang nghiêm, như một đạo đồ đằng, sau lưng lơ lửng một cái màu vàng kim vòng tròn, phía trên có thần bí pháp tắc đang lưu động. À, nơi này là địa phương nào? Là ta trong mộng thế giới. Ta làm sao sẽ còn nằm mơ? Diệp Thần nhìn xung quanh chung quanh thế giới, lại nhìn một chút chiếm cứ ở trên trời đại năng cường giả, một hồi kinh ngạc. Hắn đạo tâm thanh minh, trong nháy mắt, liền biết đây là thế giới của giấc mơ, cũng không phải là chân thực. Nhưng Diệp Thần thấy kỳ quái là, hắn thế mà còn biết nằm mơ, tại hắn tâm chi xiềng xích chặt đứt về sau, hắn đạo tâm trong vắt, bình thường trong đêm là sẽ không làm mộng. Này mảnh mộng cảnh, thực sự khắp nơi lộ ra cổ quái. À, lại có thể là tỳ thấp nô, còn có thể cứu chuộc pháp vòng. Phai màu người muốn tạo mộng giết ngươi, tiểu gia hỏa, nhanh lên. Đột nhiên, tinh đạo long nữ thanh âm, truyền đến Diệp Thần tâm bên trong. Tràn đầy hoảng sợ chấn động. Phai màu người. Diệp Thần lập tức kinh ngạc, lại một lần nghe được phai màu người tên, chẳng lẽ nói này mảnh mộng cảnh thế giới, vậy mà cùng phai màu người có quan hệ. Cái kia phai màu người, đã biết tinh đạo long nữ tồn tại. Theo lý mà nói, này là chuyện không thể nào. Bởi vì, tinh đạo long nữ khí tức, vẫn giấu kín, coi như trước đây đối mặt dung nham thiên cẩu, tiểu hồng ngư các loại, nàng đều không có bại lộ chính mình. Cho dù có cái gì phai màu người, hẳn là cũng không có khả năng phát hiện nàng tồn tại. Nhanh lên! Tinh đạo long nữ lần nữa thúc giục, thanh âm đã mang theo kinh khủng, vận chuyển pháp lực, tại Diệp Thần trước mặt mở ra một cái vòng xoáy hình dạng truyền tống môn. Diệp Thần tâm bên trong cảm thấy rùng mình, xem tinh đạo long nữ phản ứng lớn như vậy, hắn liền biết kia cái gì phai màu người, tuyệt đối là không dễ chọc tồn tại. Ngay sau đó, hắn liền muốn bước vào truyền tống môn, truyền tống rời đi. Nhưng bỗng nhiên, một hồi xích sắt hoành không xoạt kéo thanh âm vang lên, một cái lưu tinh chùy bay đập tới, oanh một tiếng, liền đem tinh đạo long nữ mở ra truyền tống môn, nện đến đập tan. Là tinh đạo long nữ sóng pháp lực. Diệp thí chủ, không biết ngươi cùng vị kia nữ thí chủ, có quan hệ gì? Chỉ nghe một đạo trang nghiêm túc mục thanh âm vang lên, chỉ thấy đại địa phần cuối, một người mặc màu vàng kim áo cà sa, cơ bắp tráng kiện, kim cương nộ mục, cạo lấy đầu chọc, kim cương nộ mục hòa thượng, đang nhanh chân đi tới. Hòa thượng này sau đầu, lơ lửng một cái màu vàng kim pháp vòng, muôn vàn phù văn xen lẫn, bày biện ra một cỗ đại trật tự, lớn trang nghiêm, lớn bảo vệ khí tượng. Chẳng qua là trong tay của hắn, mang theo một cái lưu tinh chùy làm vũ khí, đi lại thời điểm, liên tiếp đầu búa xích sắt, soạt soạt rung động, thoạt nhìn có chút quái dị, lại có loại không hiểu khủng bố. Quả nhiên là phai màu người. Tinh đạo long nữ nhìn thấy hòa thượng kia, rất đỗi chấn động. Cái này là phai màu người, như thế nào là tên hòa thượng? Diệp Thần cũng là lấy làm kinh hãi, hắn huyễn tưởng qua phai màu người đủ loại bộ dáng. Nhưng nào nghĩ tới đúng là một tên hòa thượng, mà lại xem nhẹ cái kia lưu tinh chùy vũ khí quái dị bên ngoài, hòa thượng này thoạt nhìn chính khí đường đường, uy nghiêm cẩn thận, rõ ràng là một bộ đắc đạo cao tăng dáng vẻ. Tinh đạo long nữ nói, không là hòa thượng, là phai màu người. Là tỳ thấp nô tín đồ, hậu thế hòa thượng giống bọn hắn mà thôi. Diệp Thần cảm thấy nghi hoặc, không biết này phai màu người, đến cùng là hạng gì lai lịch, hắn chỉ cảm thấy trước mắt cái này người khoác áo cà sa. Dẫn theo lưu tinh trùy hòa thượng, vô cùng nguy hiểm, hắn nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương, hỏi, ngươi là người phương nào? Hòa thượng kia chắp tay trước ngực bái, 10 điểm khách khí, nói, đại thiên tôn từ bi ở trên, Diệp thí chủ, tiểu tăng pháp danh không văn, chính là tỳ thấp nô tọa hạ tín đồ, phần tịch linh sơn hoàng tự thứ 18 hào sát thủ, phụng triều thiên sơn thần chi mệnh, chuyên tới để lấy Diệp thí chủ trên cổ đầu người. Diệp thí chủ. Còn xin ngươi đem trên cổ đầu người cắt đi cho ta, không phải đợi sẽ động thủ, tiểu tăng lưu tinh trùy huy động lên đến, đạp nát thí chủ đầu, vậy liền khó coi. Diệp Thần nghe hòa thượng này, đã cảm giác hoang đường, lại là ly kỳ, trong lòng lại là chấn động, trầm giọng hỏi, là sơn thần phái ngươi tới. Không văn nói ra, đúng vậy. Diệp Thần tầm mắt sợ hãi, nói, ngươi như thế thẳng thắn,
xem ra là không thể để cho ta sống đi ra, bằng không Sơn Thần âm mưu liền muốn bại lộ, phải không? Không Văn nói, đúng là như thế, Diệp thí chủ là quân tử người, tiểu tăng hôm nay muốn lấy tính mạng ngươi, thật sự là thiên đại sai lầm, tương lai chắc là muốn xuống địa ngục. Nhưng ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Sơn Thần tôn giả hứa hẹn ban cho tinh không thần chỉ thần thủy, cái này đối ta phần tịch linh sơn 10 điểm trọng yếu, tiểu tăng bất đắc dĩ, cũng chỉ đành động thủ sát hại Diệp thí chủ, còn mời Diệp thí chủ thứ tội. Diệp Thần cười ha ha, nói, ngươi muốn lấy tính mạng của ta, còn muốn ta tha thứ tội lỗi của ngươi, thật sự là hoang đường. Không Văn nói, đúng, tiểu tăng xấu hổ, không nên nói này vọng ngữ, Diệp thí chủ có cái gì nguyện vọng, xin cứ việc giao phó, tiểu tăng nhất định tận lực vì ngươi làm được. Hắn giọng nói khiêm tốn hiền hòa, trầm ổn tao nhã, sau lưng lộ ra một cỗ cực lớn tự tin cùng quyết đoán, phảng phất nhận định mình có thể dễ dàng gỡ xuống Diệp Thần thủ cấp. Diệp Thần tâm bên trong lóe lên muôn vàn suy nghĩ, hỏi, ngươi là phai màu người? Không Văn a một tiếng, nói, nguyên lai Diệp thí chủ cũng biết phai màu người chi bí, nghĩ đến là tinh đạo long nữ, đã đem rất nhiều viễn cổ bí mật, đều nói cho ngươi biết. Diệp Thần nói, phai màu người là cái gì, ta biết cũng không nhiều, ngươi đã muốn giết ta, dù sao cũng phải để cho ta cái chết rõ ràng. Không Văn ừ một tiếng, nói cái gọi là phai màu người. Chính là bị thiên đạo triệt để vứt bỏ người, nhân sinh giữa thiên địa, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có được thiên đạo chúc phúc, nhưng chỉ có phai màu người, bị thượng thiên triệt để vứt bỏ, không có nửa điểm hưởng phúc có thể nói, sinh ra tới chỉ có vô tận thống khổ. Diệp Thần tầm mắt hơi sáng, lẩm bẩm nói, nguyên lai phai màu người, liền là bị thượng thiên vứt bỏ người sao? Đây là, thiên khí tuyệt sát mệnh cách. Diệp Thần nghĩ đến khí thiên đế liền là một cái bị thượng thiên vứt bỏ người. Thiên sinh thiên khí tuyệt sát mệnh cách. Không Văn lắc đầu, nói, không phải, phai màu người chịu thống khổ, so với thiên khí tuyệt sát mệnh cách, còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Tiểu tăng nghe nói thế gian từng có khí thiên đế, thiên sinh thiên khí tuyệt sát mệnh cách, nhưng hắn chỉ có thể coi là nửa cái phai màu người, không phải chân chính phai màu người. Ít nhất, hắn có khả năng cảm nhận được gió nhu hòa, mưa mát lạnh, có thể nhấm nháp thức ăn mỹ vị, nhưng chúng ta phai màu người là khác biệt. So với hắn muốn thống khổ rất nhiều, ngoại trừ không thể tu luyện bên ngoài, còn phải thừa nhận rất nhiều tra tấn. Diệp Thần nói, có nhiều tra tấn. Không Văn nói ra, đối phai màu người mà nói, gió nhu hòa, mưa mát lạnh, thức ăn mỹ vị, hoàn toàn không cảm giác được, đối chúng ta mà nói, tập tục như đao kiếm, hô hít một hơi đều muốn chịu vạn kiếm lục tâm thống khổ, nước mưa như bay châm, cũng như dịch axit, một khi rơi xuống trên thân nửa điểm, tựa như chịu vạn châm toàn đâm đâm nhói. Da thịt xương cốt cũng phải bị ăn mòn đến nát bét. Bất luận cái gì thức ăn, mặc kệ mỹ vị đến mức nào, chúng ta nhâm nhi thưởng thức, đều giống như nuốt hư thối bốc mùi thi khối, ác tâm không thể nói, nhưng vì sinh tồn, cũng nhất định phải ăn hết. Diệp Thần tâm bên trong một hồi chấn động, âm thầm hướng tinh đạo long nữ dò hỏi, hắn là nói thật. Tinh đạo long nữ nói, là thật. Diệp Thần tâm chiều dâng ẩn náu, nhìn từ trên xuống dưới Không Văn. Nói, nguyên lai phai màu người, lại chịu lấy đáng sợ như vậy tra tấn, nhưng theo đại sư trên thân, ta lại không nhìn thấy nửa điểm dày vò khổ sở khí tượng. Không Văn cười cười, chỉ trên trời cái kia tôn màu vàng kim đại năng đồ đằng, nói, đó là bởi vì tỳ thấp nô đại thiên tôn đại nhân, ban cho cứu rỗi pháp vòng bảo hộ, là hắn nghịch thiên mà đi, ban cho chúng ta phai màu người ân trạch, để cho chúng ta cuối cùng thoát khỏi như địa ngục dày vò, có thể vượt qua người bình thường sinh hoạt. Dừng một chút, Không Văn lại có chút phiền muộn thở dài một hơi, nói, bất quá, từ tỳ thấp nô đại thiên tôn đại nhân ngã xuống về sau, hắn ban thưởng cứu rỗi pháp vòng, một ngày so một ngày ảm đạm, chỉ có tinh không thần chỉ thần thủy, có thể tầm bổ cứu rỗi pháp vòng, bảo đảm pháp vòng vạn cổ như mới, chiếu sáng rạng rỡ. Diệp Thần nói, cho nên ngươi muốn nghe Sơn Thần mệnh lệnh, ra tay giết ta. Liền vì cầm tới tinh không thần chỉ thần thủy. Diệp Thần xem như hiểu rõ. Là Sơn Thần không chơi nổi, thế mà phái sát thủ tới ám sát hắn, hơn nữa còn là một cái phai màu người. Này phai màu người, cũng xác thực lợi hại, thế mà lừa gạt được Phật Tổ, Nhậm Phi phàm đám người thủ hộ, trực tiếp kéo Diệp Thần nhập mộng, muốn trong mộng giết người. Không Văn nói, đúng là như thế, chẳng qua là tiểu tăng nghĩ không ra, Diệp thí chủ còn cùng ta phần tịch linh sơn tội phạm truy nã, tinh đạo long nữ có sâu xa, không biết các ngươi là quan hệ như thế nào. Diệp Thần nói, cái này ngươi liền không cần hỏi,
ta còn có lời muốn hỏi ngươi đây. Âm thầm hướng Tinh Đạo Long Nữ nói, tiền bối, xem ra cái này phai màu người, không phải nhằm vào ngươi, chỉ là hướng về phía ta tới thôi. Tinh Đạo Long Nữ gật gật đầu, nói, nhằm vào ngươi liền là nhằm vào ta, may mắn là Hoàng Tự Hào sát thủ, ta còn có thể đối phó, nếu là Địa Tự Hào, thậm chí Thiên Tự Hào sát thủ buông xuống, ta đây không quan trọng một luồng tàn hồn, là tuyệt đối không thể địch nổi. Không Văn nói, đúng, Tiểu Tăng hổ thẹn, lại mạo phạm Diệp Thí Chủ, Diệp Thí Chủ người sắp chết, Tiểu Tăng hoàn toàn chính xác không cần ép hỏi quá nhiều. Huống hồ Tinh Đạo Long Nữ thực lực cường hãn, cũng không nhỏ Tăng có thể đối phó, chỉ có bản phái đỉnh tiêm Địa Tự Hào sát thủ, thậm chí là Thiên Tự Hào sát thủ buông xuống, mới có thể đánh chết. Diệp Thần cười nói, xem ra ngươi là thật sự coi ta là tử thi. Không Văn mặt không đổi sắc, nói, Diệp Thí Chủ còn có lời gì muốn hỏi sao? Diệp Thần cười cười, nói các ngươi thờ phụng Tỳ Thấp Nô, chính là trong truyền thuyết Thiên Đạo Tam Tướng Thần một trong. Lúc trước hắn theo Thiên Mẫu Nương Nương trong miệng, mơ hồ đã nghe qua Thiên Đạo Tam Tướng Thần truyền thuyết. Không Văn nói, chính là, Thiên Đạo Tam Tướng Thần, Phạm Thiên, Tỳ Thấp Nô, dùng Phạm Thiên vì trí cao, là vĩ đại trí tôn, vô thượng thiên thần, truyền thuyết là Thiên Đạo hóa thân, thậm chí càng truyền thuyết, là Phạm Thiên chế tạo ra Thiên Đạo. Tỳ Thấp Nô cùng, chính là Phạm Thiên phía dưới, mạnh nhất thần linh, vì đại thiên tôn, một ti trưởng trật tự, một ti trưởng hủy diệt. Tỳ Thấp Nô đại thiên tôn đại nhân, chính là vĩ đại trật tự ti trưởng người, có đại pháp lực, có thể ban thưởng lớn bảo hộ, thậm chí có thể nghịch thiên mà đi, đem chúng ta bị thiên đạo vứt bỏ phai màu người, theo trong bể khổ cứu thoát ra. Hắn ban thưởng cứu rỗi pháp vòng, giúp ta chờ phai màu người, theo khổ hải siêu thoát, chỉ tiếc hắn đã vẫn lạc. Không nghe nói thời điểm, sau đầu màu vàng kim vòng tròn, chiếu sáng rạng rỡ, đó chính là Tỳ Thấp Nô ban tặng dưới cứu rỗi pháp vòng. Đương nhiên, Không Văn cứu rỗi pháp vòng, cũng không phải là bản thể, chẳng qua là cứu rỗi pháp vòng lưu truyền ra một luồng kim quang biến thành. Nhưng dù vậy, Diệp Thần nhìn xem Không Văn cái kia sau đầu cứu rỗi pháp vòng lúc, cũng là bắt được một cỗ cường đại trật tự thủ hộ khí tức. Cỗ này trật tự thủ hộ màn khí tức, là như thế rộng rãi cuồn cuộn. Quả thực là vĩ đại kỳ quan, năng lượng nội tình tuyệt không bại bởi thiên tội cổ kiếm, thiên ma tinh hải chờ không không thời không chí cao thần khí. Cái gọi là ếch ngồi đáy giếng, từ nơi này cứu rỗi pháp vòng, Diệp Thần là có thể nhìn thấy vị kia Tỳ Thấp Nô, đến cùng có cường đại cỡ nào. Diệp Thần cười cười, nói tốt, ta hỏi xong, đại sư đã chịu Tỳ Thấp Nô đại thiên tôn bảo hộ, nghĩ đến là cao nhân đắc đạo, có thể hay không để cho ta ba chiêu, coi như là ta vùng vẫy dẫy chết. Không Văn khẽ giật mình, suy nghĩ một hồi, liền gật đầu nói, có khả năng, Tiểu Tăng liền nhường Diệp Thí Chủ ba chiêu, Diệp Thí Chủ ra tay đi. Nói xong liền lui ra phía sau một bước, chắp tay trước ngực, trận địa sẵn sàng đón quân địch, cái kia lưu tinh chùy thiết tác trong tay hắn, đầu búa đưa ở dưới đất, chỉ chờ ba chiêu qua đi, hắn liền muốn động thủ giết chết Diệp Thần. Diệp Thần tâm bên trong âm thầm hướng Tinh Đạo Long Nữ nói, tiền bối, ta thử trước một chút nội tình của hắn. Nếu quả như thật đánh không lại, còn muốn ngươi hỗ trợ a? Diệp Thần biết mình tính mệnh treo ở nhất tuyến, Sơn Thần tìm đến sát thủ, khẳng định không thể coi thường, hắn cũng không dám khinh thường. Tinh Đạo Long Nữ nói, yên tâm, tiểu gia hỏa, ngươi đã gọi ta một tiếng tiền bối, ta tự nhiên liều mạng thủ hộ ngươi. Ta trước đó nói qua, có một việc nghĩ ủy thác ngươi hỗ trợ, kỳ thật liền là muốn gọi ngươi giúp ta diệt trừ phần tịch Linh Sơn. Này con lừa chọc, nếu là phần tịch Linh Sơn bên trong phai màu người, vậy chúng ta liền lấy trước hắn khai đao. Diệp Thần sững sờ, trước đó Tinh Đạo Long Nữ truyền xuống bách gia pháp bí, cũng đã nói có nhân quả ủy thác. Nguyên lai chuyện nàng muốn làm, đúng là tiêu diệt phai màu người địa bàn, phần tịch Linh Sơn. Nhưng cái này Không Văn, chẳng qua là phần tịch Linh Sơn bên trong, hoàng tự số 18 sát thủ, khí thế liền lợi hại như thế, cái kia phần tịch Linh Sơn bên trong. Cao thủ càng là không thể đếm, đáy xúc tích thâm hậu đến đáng sợ, mong muốn diệt trừ lại nói thì dễ làm mới khó làm sao. Lắc đầu, Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, trước mắt, vẫn là trước nghĩ biện pháp giải quyết hết Không Văn lại nói. Không Văn đại sư, mời. Diệp Thần vụt một tiếng, rút ra thôn vũ đao, hắn biết Không Văn mạnh mẽ, trong lòng không dám có chút khinh thường, vừa ra đao, liền bộc phát ra thiên đường sáu thức bên trong tuyệt học, một chiêu cửu thiên cân nhắc quyết định. Thân đao nổ lên cuồn cuộn thánh quang, như phán quyết sinh tử, rực rỡ đao khí như hồng triều tinh hà,
cuồn cuộn gào thét mà ra, chém thẳng hướng Không Văn. Không Văn nhìn xem Diệp Thần đao thế, gật đầu nói, không sai, đây là Nguyên Thiên Đế Diệu Pháp, theo Nguyên Thần Thiên Đường bên trong lưu truyền tới thần thánh tuyệt học, Thiên Đường cân nhắc quyết định thức, Diệp thí chủ khí thế khoáng đạt, này một đao chỉ sợ có thể đem Thiên Nguyên cảnh đỉnh phong hảo thủ, đều cho chém thành hai khúc. Hắn một bên tán thưởng, thân thể lại đứng thẳng bất động, lại trực diện Diệp Thần đao thế. Diệp Thần tầm mắt phát lạnh, cũng sẽ không lưu thủ, Cửu Thiên cân nhắc quyết định hung mãnh một đao, đánh xuống. Chỉ nghe chanh một tiếng, Không Văn trên người màu vàng kim áo cà sa, giống như thành trên đời này kiên cố nhất sắt áo, Diệp Thần thân đao đánh xuống, mà ngay cả hắn lông tơ đều không thể rung chuyển một chút, lưỡi đao chém vào hắn áo cà sa bên trên, như kích thiết bích, lực phản chấn chấn động đến Diệp Thần gan bàn tay đau nhức, thôn vũ đao suýt chút nữa thì rời tay bay ra. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, lùi lại mấy bước, chỉ nghe Không Văn trên thân thể, giống một tiếng, thế mà bắn ra hổ bào thanh âm, toàn thân linh khí như nước thủy triều bốc lên, biến ảo thành một đầu màu vàng kim lão hổ, thủ hộ toàn thân, Diệp Thần đao, căn bản không đả thương được hắn. Đại sư quả nhiên lợi hại. Diệp Thần lắc lắc có chút run lên cánh tay, vô cùng e dè nhìn xem Không Văn, liền thấy đối phương lực phòng ngự, cường hãn đến đáng sợ. Hắn thôn vũ đao thế mà đều không cách nào phá vỡ. Không Văn chắp tay trước ngực nói, tiểu tăng môn này hổ gầm thiết bố sam, là hết sức thô thiển phòng thân pháp môn, chẳng qua là tại cứu rỗi pháp vòng ra chỉ dưới, có tỷ thấp nô đại thiên tôn thủ hộ, vì vậy kim cương vô địch, luận lực phòng ngự, thế gian chỉ sợ chỉ có Diệp thí chủ thần giáp mệnh tinh có thể so sánh. Diệp Thần gật đầu nói, rất tốt, đại sư thần thông cường hãn, sợ là thiên đế đều không thể dung chuyển đại sư một chút. Như có thể chết ở đại sư thủ hạ, ta cũng không tính oan, bất quá ta còn có hai chiêu, còn muốn vùng vẫy giấy chết một phiên. Dứt lời, Diệp Thần thu đao, hai tay kết ấn, toàn thân hiện ra một cỗ hắc ám năng lượng, từng mảnh màu đen phù văn gào thét xen lẫn, xây dựng thành một bộ hắc ám tà điển, theo tà điển bên trong toát ra một cỗ kinh khủng sụp đổ lực lượng. Chính là thôn hồn tà đạo chương bên trong sụp đổ chi chương. Sụp đổ chi chương vừa ra, lập tức kinh khủng sụp đổ lực lượng, điên cuồng nổ lên, chung quanh đại địa núi đá, lọt vào sụp đổ lực lượng nghiền ép, răng rắc bạo liệt đập tan, liền không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc, đều đang nhanh chóng nổ tung, Diệp Thần bốn phía xuất hiện từng đầu vết nứt màu đen. Mắt thấy kinh khủng như vậy cảnh tượng, Không Văn lại là vẻ mặt không thay đổi, y nguyên tựa như núi cao đứng vững. Sụp đổ chi chương, đi! Diệp Thần quát khẽ một tiếng, tế ra sụp đổ chi chương. Cường đại khủng bố sụp đổ lực lượng, như phong bạo, cuồng nhiên gào thét bao phủ, hướng về Không Văn đánh giết mà đi. Không Văn thân thể bất động, chỉ thấy trên người hắn kim quang bắn ra, đúng là tạo thành một cái kim trung cháo phía trên thần long xoay quanh, bộc phát ra réo rắt tiếng long ngâm, chấn động vân tiêu. Diệp Thần cái kia đủ để hủy diệt tinh không sụp đổ lực lượng, đánh giết đến Không Văn trên thân, thế mà không thể phá mở hắn kim trung cháo. Sụp đổ gió lốc cùng kim trung cháo va chạm, phát ra răng rắc tiếng vang, cái kia kim trung cháo lại là mảy may không thương tổn, ngược lại là Diệp Thần, bởi vì thi triển sụp đổ chi chương, trong nháy mắt tiêu hao đại lượng linh khí, gương mặt trở nên tái nhợt xuống tới. Đại sư thật mạnh phòng ngự. Diệp Thần nhìn xem Không Văn kim trung cháo, da mặt nhịn không được run lên. Không Văn bình tĩnh nói, tiểu tăng môn này long ngâm kim trung cháo, cũng là hết sức thô thiển phòng thân kỹ pháp. Đều là tỷ thấp nô đại thiên tôn đại nhân bảo hộ, bằng không tiểu tăng sớm bị Diệp thí chủ đánh giết. Diệp Thần vẻ mặt lại hết sức khó coi, Không Văn hổ gầm thiết bố sam, long ngâm kim trung cháo, cường hãn đến đáng sợ, dễ dàng liền ngăn trở hắn hai chiêu, hắn còn có một chiêu cuối cùng cơ hội, nhưng đối mặt Không Văn, hắn chỉ cảm thấy nghẹt thở, giống như thấy được một bức trên dưới vô hạn cao, tả hữu vô hạn lớn lên tường, chỉ cảm thấy tuyệt vọng. Không Văn nói, Diệp thí chủ, người còn có một chiêu cuối cùng. Diệp Thần nói, tốt. Hắn lui ra phía sau một bước, bỗng nhiên tế ra một mảnh trang sách, chính là tinh không đạo thư. Thiên đạo đại tinh không, mở. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, không để ý đại giới cùng tiêu hao, thôi động tinh không đạo thư bay lên không hóa thành minh mông tinh khung, ào 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 nở rộ sáng chói tinh quang, theo tinh khung trung ương, hiển hóa ra một khỏa màu u lam khối Rubik, chậm rãi chuyển động. Bộc phát ra kinh khủng khí lưu. Đây là thiên đạo đại tinh không, có thiên đạo khối Rubik hiển hóa, có thể nói là Diệp Thần mạnh nhất át chủ bài một trong, vừa thi triển ra,
thoáng chốc ở giữa, cả phiến thiên địa, thật giống như thành Diệp Thần lãnh địa, hắn là tinh không chi chủ, uy mãnh bá đạo vô địch. Ao ao ao, từng sợi thiên đạo chân quang, như là thác nước chút xuống tới, như thủy tinh sáng chói, không văn lọt vào thiên đạo chân quang áp chế, nhất thời, hắn hổ gầm thiết bố sam, long ngâm kim trung cháo, liền triệt để sụp đổ, hóa thành nguyên thủy khí lưu tiêu tán đi. Thiên đạo lớn tinh không uy áp, cực kỳ mạnh mẽ, trong nháy mắt, liền đem không văn phòng ngự thủ đoạn, trực tiếp nghiền ép hỏng mất. Thật là thần thông. Không văn lấy làm kinh hãi, tán thưởng dâng lên. Cơ hội tốt. Diệp Thần mắt sáng lên, nhìn thấy không văn phòng ngự đều sụp đổ, chỗ nào chịu buông tha cơ hội ngàn năm một thuở này, lập tức dậm chân cuồng sông mà ra, tại thiên đạo lớn tinh không ra chỉ dưới, tốc độ của hắn mau lẹ vô song, trong nháy mắt liền xung phong đến không văn trước mặt. Cửu thiên bàn long trụ, đập cho ta. Diệp Thần biểu lộ trở nên dữ tợn mà sôi trào, tế ra cửu thiên bàn long trụ, to lớn kình thiên chi trụ uy năng bùng nổ, quay đầu đánh tới hướng không văn đầu. Lần này nếu là đập thật, Diệp Thần có lòng tin đem không văn nện thành thịt vụn. Không văn đối mặt Diệp Thần nặng như thế kích, thần sắc cũng là trở nên có chút ngưng trọng lên, hai tay kết một cái pháp ấn, quát mắng nói. Pháp hoàn thiên uy, thiên tôn vô lượng, phá. Chỉ thấy phía sau hắn cứu rỗi pháp vòng, bắn ra kim quang, lại như hồng triều, nở rộ sức mạnh to lớn, soạt một thoáng, liền đem Diệp Thần kèm thêm lấy cửu thiên bàn long trụ, đều cho cùng nhau đẩy lui. Phốc phốc, Diệp Thần tại chỗ bị chấn động đến thổ huyết, chỉ cảm thấy cái kia cứu rỗi pháp vòng, uy năng cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, hắn bị chấn động đến bay rất ra ngoài, cuối cùng hung hăng rơi ở trên mặt đất, trực tiếp đem đại địa ném ra một cái hố sâu, bụi mù cuồn cuộn. Ôi, tiểu gia hỏa, người không sao chứ? Tinh đạo long nữ nhìn thấy Diệp Thần thụ thương, lập tức có chút hoảng rồi. Diệp Thần lau đi khóe miệng máu tươi, yên lặng đứng dậy, nói, không có việc gì, bất quá cái này không văn, cũng quá lợi hại, ta hoàn toàn đánh không lại a. Tinh đạo long nữ nói, người có khả năng đánh qua, hừ, phai màu người bất quá là bị thiên đạo vứt bỏ tiện chủng, bọn hắn lợi hại, là bởi vì có tỷ thấp nô thủ hộ. Ta theo trước đây thật lâu, liền đang nghĩ biện pháp đối phó bọn hắn. Muốn đối phó bọn hắn, kỳ thật cũng rất đơn giản, chỉ cần đem bọn hắn cứu rỗi pháp vòng trộm đi là được rồi. Không có cứu rỗi pháp vòng bảo hộ, chỉ là ánh nắng, không khí, đều có thể giết chết bọn hắn. Diệp Thần tâm bên trong khẽ động, nhìn chằm chằm không văn sau lưng cứu rỗi pháp vòng, cái kia kim sắc vòng tròn rực rỡ sáng chói, đích thật là thần uy vô địch, đại trật tự chúc phúc khí tức phát ra. Thiết bố sam, kim trung cháo trở bình thường thủ đoạn phòng thân, không văn đều có thể dùng tới đối kháng Diệp Thần tuyệt chiêu. Nếu là đem cái kia cứu rỗi pháp phòng cướp đi, không văn không có bảo hộ, nhất định đại đại suy yếu. Này muốn làm sao trộm a? Diệp Thần âm thầm hỏi. Cái kia cứu rỗi pháp phòng, cùng không văn toàn thân khí tức hòa làm một thể, mong muốn đánh cắp, lại nói thì dễ làm mới khó làm sao? Tinh đạo long nữ nói. Dùng ta đạo tạc vũ trụ hỗn độn pháp liền tốt, nếu là phần tịch linh sơn thiên tự hào sát thủ buông xuống, ta trộm bất động, nhưng hắn chẳng qua là hoàng tự hào sát thủ, ta phụ thân ngươi, đủ để đem đánh cắp. Bất quá, cẩn thận lý do, tiểu gia hỏa, ngươi nghĩ giả bộ như đánh không lại hắn, khiến cho hắn buông lỏng cảnh giác, chúng ta động thủ lần nữa, có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Diệp Thần thầm nghĩ, tốt. Ánh mắt nhìn về phía không văn. Không văn thấy Diệp Thần bị hắn cứu rỗi pháp vòng, chấn động đến thổ huyết, mỉm cười, lại thở dài một hơi, chắp tay trước ngực khom người nói. Diệp thí chủ, thật sự là hổ thẹn, ngươi luân hồi đạo thống, còn không có tu luyện tới đỉnh phong, ta hôm nay thừa dịp ngươi nhỏ yếu, mượn dùng pháp hoàn thiên uy chấn sát ngươi, thật sự là thắng mà không võ. Nhưng, đây cũng là không thể làm gì sự tình, hôm nay lấy mạnh hiếp yếu, nghiệp chướng nặng nề. Tương lai nhất định tới địa ngục đi chuộc tội sám hối, thỉnh Diệp thí chủ lên trước đường. Dứt lời, hắn ánh mắt liền trở nên lăng lệ xâm nghiêm, hai tay kéo một phát thiết tác, soạt một tiếng, cái kia lưu tinh chùy đầu búa, liền bị hắn kéo lên, phía trên mỗi một viên lang nha đính, dưới ánh mặt trời, đều lập lòe lạnh lùng hàn mang. Soạt, không văn vung lên thiết tác, cái kia lưu tinh chùy hô một tiếng, xen lẫn ngàn vạn quân uy thế lực lượng. Ngang tàng bay tập mà ra, tinh chuẩn hướng Diệp Thần đầu đập tới. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, chỉ cảm thấy cái kia lưu tinh chùy lực lượng khủng bố, nếu như bị đập trúng, hắn nhất định đầu nở hoa, hẳn phải chết không nghi ngờ.
Diệp Thần vội vàng thi triển cửu u quỷ múa đao thân pháp, như quỷ mị né tránh không văn nhất kích. Không văn khí định thần nhàn, thiết tác kéo trở về, sau đó giống quay trong chóng luân chuyển lấy lưu tinh chùy, vù vù rung động, tiếp tục hướng Diệp Thần đầu ném tới. Công kích của hắn bên trong, đúng là mang theo một cỗ cường đại nhân quả luật uy thế. Cỗ này nhân quả luật, liền là không ra tay thì thôi, vừa ra tay, hắn lưu tinh chùy, liền có thể đạp nát kẻ địch đầu. Diệp Thần sợ hãi, cửu u quỷ múa đao thân pháp không ngừng thi triển, xê dịch tránh né lấy không văn tập kích. Nhưng không văn lưu tinh chùy lại tựa như giòi trong xương, gắt gao nhìn chằm chằm đầu của hắn truy tập tới, giống như không đem đầu hắn đập ra hoa, liền thề không bỏ qua. Thanh long mảnh vỡ, thần giáp thủ hộ. Diệp Thần khẽ cắn môi, lập tức tế ra thanh long mảnh vỡ, thanh quang tuôn ra, luân hồi khí sục sôi, thanh long mảnh vỡ hóa thành một bộ chiến giáp, đem Diệp Thần toàn thân một mực bao trùm, liền đầu mặt cũng toàn bộ bao lại, Diệp Thần tựa như thành một cái áo giáp người. Diệp thí chủ, vô dụng, người thần giáp mệnh tinh, trừ phi là tứ tượng đầy đủ, bằng không chỉ có không quan trọng một khối thanh long mảnh vỡ, có thể ngăn không được tiểu tăng mãnh kích. Không văn lắc đầu, cũng không để ý Diệp Thần phòng ngự thủ đoạn, tiếp tục luân chuyển lưu tinh chùy đập lên. Diệp Thần xê dịch trốn tránh một lúc lâu về sau, chung quy là không tránh kịp, phịch một tiếng, bị không văn lưu tinh chùy đập trúng, lúc này liền ngã nhào trên đất, không một tiếng động. Không văn thấy thế, chắp tay trước ngực, niệm tiếng, đại thiên tôn từ bi ở trên, tiểu tăng hôm nay giết chết Diệp thí chủ, nghiệp chướng nặng nề, nghiệp chướng nặng nề. Hắn biểu lộ thương xót, lại dẫn một cỗ nhiệm vụ sau khi hoàn thành vui sướng, đối Diệp Thần chết lại 10 điểm tiếc hận, rút ra một thanh đoản đao, cúi thân liền muốn cắt lấy Diệp Thần thủ cấp. Diệp Thần bao trùm tại mặt bên trên thanh long áo giáp mặt nạ, lại là bỗng nhiên mở ra, lộ ra một tấm mang huyết hung lệ gương mặt, cười gằn nói, không văn đại sư, ta còn chưa có chết đâu. Không văn nhìn thấy Diệp Thần còn sống, lập tức dùng mình, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, trong lòng hô to không tốt, như giật điện lui về sau đi. Đạo tặc vũ trụ hỗn độn pháp, cho ta đánh cắp. Diệp Thần cười gằn, bàn tay lớn duỗi ra, lúc này tinh đạo long nữ phụ thân với hắn, trên người hắn bạo phát ra một cỗ cường hãn hỗn độn năng lượng, phảng phất có thể dung chuyển chư thiên hết thảy. A, à, là tinh đạo long nữ pháp lực, nàng ngay tại trong cơ thể ngươi. Không văn kinh hãi vạn phần, lúc trước hắn còn tưởng rằng, Diệp Thần trên người có tinh đạo long nữ sóng pháp lực, chỉ là bởi vì kế thừa tinh đạo long nữ một ít pháp chế, nào nghĩ tới tinh đạo long nữ linh hồn, kỳ thật ngay tại Diệp Thần trong cơ thể, hắn trước đây lại mảy may cũng không có phát giác. Đây là bởi vì, tinh đạo long nữ tại luân hồi trong mộ địa, đừng nói không văn, coi như là đại chủ tể, nguyên thiên đế chờ đỉnh cấp cường giả, đều khó có khả năng nhìn trộm phát giác được. Lúc này tinh đạo long nữ phụ thân Diệp Thần, không văn mới thấy không thích hợp, nhưng đã chậm. Chỉ thấy Diệp Thần trong tay hỗn độn năng lượng bùng nổ, tại chỗ liền đem không văn sau lưng cứu rỗi pháp vòng, đánh cắp đi qua. Cùng hắn nói là đánh cắp, chẳng thà càng giống cứng rắn đoạt. Cứu rỗi pháp vòng vừa đến tay, Diệp Thần cả liền cảm nhận được một hồi trầm trọng, này cứu rỗi pháp vòng tựa như là hoàng kim rèn đúc, vầng sáng nồng đậm, có đại trật tự khí tượng, chấn động lòng người. Không, ta pháp vòng. Không văn pháp vòng bị đoạt đi, chỉ sợ đến hồn phi phách tán, xông về phía trước nghĩ muốn đoạt lại. Nhưng, hắn lao ra mấy bước, liền không cách nào lại vọt lên. Bởi vì thân thể của hắn, đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc hư thối tan tác xuống. Ánh nắng chiếu ở trên người hắn, da của hắn, phát ra từ từ thanh âm, thế mà trực tiếp bị ăn mòn mục nát, cơ bắp cũng dưới ánh mặt trời hư thối, giống như đó không phải là ánh nắng, mà là vật gì chí mạng. Phù thế một giấc chiêm bao, đều là bọt nước. Không văn trong cổ họng phát ra một tiếng cực kỳ thống khổ cùng tuyệt vọng rên rỉ, sau đó xương gáy của hắn, cũng dưới ánh mặt trời hư thối hầu như không còn, đầu mất đi chống đỡ, ừng ực một tiếng rớt xuống, liền đới lấy chỉnh cỗ thân thể, tại Diệp Thần trước mặt hư thối thành một bãi bùn nhão dòng máu bên trong pha tạp lấy mấy cây bạch cốt, đang suy suy khói đen bốc lên. Diệp Thần thấy cảnh này, cực kỳ hãi dị, nhìn một chút trong tay cứu rỗi pháp vòng. Không nghĩ tới không văn mất đi cứu rỗi pháp bảo vệ môi trường bảo hộ, thế mà trong nháy mắt thối giữa, đều không cần Diệp Thần động thủ, chỉ là ánh nắng, liền có thể giết hắn. Đối với người bình thường tới nói, vô cùng ấm áp, tràn ngập sinh cơ sức sống ánh nắng, đối phai màu người tới nói, liền là chí mạng thẩm phán.
Tại thời đại viễn cổ, tại phai màu người còn không được đến cứu rỗi che chở thời đại, bọn hắn ngày ở giữa là không dám hành động, bởi vì ánh nắng đối bọn hắn tới nói, là to lớn dày vò, chỉ có thể ở trong đêm ẩn hiện. Không văn chịu cứu rỗi pháp vòng bảo hộ vạn cổ, bỗng nhiên mất đi, hắn căn bản là không có cách tiếp nhận ánh nắng chiếu rọi, lập tức liền bị ăn mòn thành một bãi bùn nhão. Vù vù, cái tên này có thể tính chết rồi, Diệp Thần, Sơn Thần phái phai màu người tới giết ngươi, cũng quá không nói võ đức, ngươi đi cùng Nguyên Thiên Đế cáo trạng. Tinh đạo long nữ nhìn thấy không văn chết đi, cũng là thở dài một hơi, đối với nàng mà nói, phai màu người có thể là tâm ma tồn tại, nàng vô cùng kiêng kỵ kinh khủng. May mắn Sơn Thần phái tới sát thủ, tại phần tịch linh sơn bên trong chẳng qua là hoàng tự hào tồn tại, nếu là đẳng cấp cao hơn sát thủ buông xuống, vậy coi như nguy hiểm. Tự nhiên, Diệp Thần gật gật đầu, chuyện này, hắn tự nhiên sẽ nói cho Nguyên Thiên Đế, bằng không Sơn Thần tiếp tục điều động sát thủ tới, vậy thì thật là hậu hoạn vô tận. Này phai màu người cũng thật là đáng sợ, thế mà có thể giấu giếm được Nhậm Phi Phàm cùng Phật Tổ thủ hộ, trực tiếp kéo Diệp Thần tiến vào mộng cảnh. May mắn Diệp Thần có tinh đạo long nữ ở bên người, bằng không, hôm nay hắn đối mặt phai màu người, sinh tử khó liệu. Tiền bối, người năm đó, là thế nào chọc phai màu người? Diệp Thần hết sức tò mò, hỏi. Tinh đạo long nữ hừ một tiếng, hồi tưởng lại chuyện năm đó, tựa hồ hết sức không thoải mái, nói, bọn hắn muốn gọi ta khi bọn hắn hộ sơn thần thú, nói đùa, ta tinh đạo long vương người thế nào, làm sao có thể chịu làm kẻ dưới? Còn muốn cho bọn hắn xem thủ sơn môn, đó không phải là đùa giỡn hay sao? Diệp Thần sững sờ, nói cái gì? Tinh đạo long nữ nói, năm đó ở thời đại viễn cổ, phai màu người rất nhiều, có chút là trời sinh, có chút là cùng người tranh đấu thất bại, bị người bóc đi tất cả phúc duyên khí vật, một thân linh quang cởi tận, cho nên gọi phai màu người, là thời đại viễn cổ tầng dưới chót nhất tiện chủng. Sau này thì thấp nô đại thiên tôn ban thưởng bảo hộ, cho bọn hắn cứu rỗi. Cũng thành lập phần tịch linh sơn, thu nạp thiên hạ phai màu người, bồi dưỡng thành sát thủ. Phần tịch linh sơn, chính là tỳ thấp nô đại thiên tôn tự tay thành lập thế lực, lúc ấy cũng là cường hãn nhất tổ chức sát thủ. Sau này tỳ thấp nô đại thiên tôn chết rồi, phần tịch linh sơn do. Nói đến đây, tinh đạo long nữ dừng lại, suy nghĩ một thoáng, sau đó hiển lộ ra một vệt vẻ kinh dị. Diệp Thần hỏi, tiền bối, làm sao vậy, tỳ thấp nô đại thiên tôn sau khi chết. Phần tịch linh sơn là ai tới trưởng quản? Tinh đạo long nữ a một tiếng, nói ta quên. Diệp Thần kinh ngạc nói, quên rồi. Tinh đạo long nữ nói, đúng vậy, kỳ quái, bộ phận này trí nhớ, cực kỳ trọng yếu, không có khả năng theo tuế nguyệt mài mòn, ta cũng không có khả năng quên mất. Nàng trầm tư một hồi, biểu lộ liền ngưng trọng lên, đoán chừng là vị kia người thừa kế, chém đi hết thảy thiên cơ dấu vết, khiến ta thế mà quên tên của hắn. Diệp Thần hỏi, ai là người thừa kế, rất trọng yếu sao? Tinh đạo long nữ nói, dĩ nhiên trọng yếu. Đây chính là phần tịch linh sơn A, thời đại viễn cổ cường hãn nhất tổ chức sát thủ, đoán chừng cho tới hôm nay, coi như suy sụp, cũng là không không lúc nào không cấp cao nhất sát thủ thế lực, so với kia cái gì thâm minh lĩnh vực, lạch trời cung các loại, là muốn lợi hại hơn nhiều, chỉ bất quá giấu ở phía sau màn, bình thường người không biết được thôi. Nếu là có thể biết người thừa kế là ai, ngươi trong lòng có phòng bị, nếu là phần tịch linh sơn sát thủ muốn giết ngươi, ngươi là có thể sớm bắt thiên cơ, su cát tị hung, liền sẽ không như hôm nay như vậy, bị đánh đến trở tay không kịp. Diệp Thần gật gật đầu, lại nói, tiền bối, này phần tịch linh sơn, đáng sợ như thế cường hãn, ngươi muốn gọi ta giúp ngươi diệt trừ, lại nói thì dễ làm mới khó làm sao. Tinh đạo long nữ cười hắc hắc, nói, nếu là dễ dàng lời. Ta cũng không cần ủy thác ngươi, từ từ sẽ đến đi, năm đó phần tịch linh sơn, muốn gọi ta làm hộ sơn thần thú, ta chính là Long Vương Chí Tôn, tự nhiên không chịu, bọn hắn liền buông lời ra tới nói muốn giết ta. Ta thực lực, mặc dù không kịp thiên đấu sát thần, đấu chiến thần chờ không thể nói cường giả, nhưng cũng không phải tốt như vậy giết. Chẳng qua là, cái kia phần tịch linh sơn, thừa dịp ta cùng đúc tinh long thần tranh đấu qua đi, thân hãm suy yếu, liền thừa cơ tới truy sát ta. Ta không đỡ nổi, cuối cùng bị phần tịch linh sơn bên trong, thiên tự số thứ ba sát thủ, kinh vô mệnh giết chết. Thật sự là hèn hạ a, nếu là đường đường chính chính quyết đấu, cái kia kinh vô mệnh cũng chưa hẳn là địch thủ của ta. Hắn có thể giết chết ta, bất quá thừa lúc vắng mà vào thôi. Ha ha, may mắn trời không tuyệt ta,
ta còn có thời gian đường bảo tồn lại, bây giờ tại luân hồi trong mộ địa Tô Tỉnh, là thượng thiên muốn cho ta cơ hội báo thù. Nói xong lời cuối cùng, Tinh Đạo Long Nữ ngữ khí, cũng là trở nên lăng lệ cùng hung hăng, trong ánh mắt mang theo cừu hận tinh mang. Diệp Thần đại khái hiểu, Tinh Đạo Long Nữ năm đó ngã xuống, là bị phần tịch Linh Sơn phai màu người, thiên tự số thứ ba sát thủ kinh vô mệnh giết chết. Mà nàng sở dĩ bị giết, là bởi vì lúc ấy cùng đúc tinh long thần tranh đấu thất bại, lâm vào suy yếu. Tiền bối, người cùng đúc tinh long thần, đến cùng tại tranh cái gì? Diệp Thần lại hỏi. Tinh Đạo Long Nữ hừ một tiếng, nói còn có thể tranh cái gì, tranh thiên mệnh a? Tranh là long tộc thiên mệnh, người nào thắng, người đó là chư thiên long tộc thiên mệnh chí tôn, hừ hừ, năm đó ta bác tập hợp bách gia sở trưởng, một thân thần thông kinh thiên động địa. Đúc tinh long thần cái kia con lươn nhỏ trăm triệu không phải địch thủ của ta, chẳng qua là hắn ỷ có thiên đấu sát thần chỉ bảo, cuối cùng may mắn thắng qua ta một chiêu thôi, thắng mà không võ, thắng mà không võ. Phần tịch Linh Sơn bên kia, biết ta chiến bại, lập tức liền phái người tới truy sát ta, thật sự là đáng giận. Tiểu gia hỏa, người kế thừa ta bách gia pháp bí cùng đạo tặc vũ trụ hỗn độn pháp, nhất định phải giúp ta báo thù a. Giúp ta diệt trừ phần tịch Linh Sơn. Nắm hết thảy phai màu người toàn giết, mới có thể tiết mối hận trong lòng ta. Diệp Thần trầm ngâm nói, diệt trừ phần tịch Linh Sơn, trong nội tâm của ta trước mắt căn bản không có bất kỳ nắm chắc nào, nhưng nếu tiền bối phân phó, ta tận lực làm được là được. Tinh Đạo Long Nữ nói, dĩ nhiên, ta biết gian nan, nếu là diệt trừ phần tịch Linh Sơn làm không được, ít nhất cũng phải giúp ta giết chết kinh vô mệnh. Kỳ thật năm đó phần tịch Linh Sơn, nếu như chỉ nhằm vào một mình ta, ta cũng sẽ không như thế sinh khí, nhưng bọn hắn giết chết ta về sau, đối dưới trướng của ta tín đồ, cũng là chém tận giết tuyệt. Thủ hạ ta rất nhiều tín đồ, máu thịt đều bị lấp đến Linh Sơn bên trong đi, ai, thật đúng là quá thê thảm. Trước mắt ta hiểu rõ bộ phận người sống sót, tại Long Thần Thiên Uyên Đảo bên trên tham sống sợ chết, cái kia Long Thần Thiên Uyên Đảo, là đúc tinh Long Thần lãnh địa, cái kia con lươn nhỏ rất nhiều tín đồ, cũng ở trên đảo. Tiểu gia hỏa. Chờ lần này tinh không tranh bá thi đấu kết thúc, ngươi liền nghĩ biện pháp đi Long Thần Thiên Uyên Đảo một chuyến, liên hợp ta đồ tử đồ tôn, còn có đúc tinh Long Thần đồ tử đồ tôn, lại đi đối phó phần tịch Linh Sơn, vậy liền đơn giản nhiều. Diệp Thần nghe được Long Thần Thiên Uyên Đảo năm chữ, trong lòng hơi động, nơi này, hắn còn có ấn tượng. Long Thần Thiên Uyên Đảo, đó là đúc tinh Long Thần lãnh địa. Lúc trước Diệp Thần muốn vì luân hồi sách đúc cơ. Nhậm Phi Phàm suy tính ra ba cái thích hợp đúc cơ địa phương, một cái là thần tình yêu tẩy mộng yên lam nơi chôn xương huyền yêu tế thiên đài, thứ hai là hoàng đồ tinh, cái thứ ba liền là long thần thiên uyên đảo. Này long thần thiên uyên đảo, thiên cơ phiêu miểu không thể nghe thấy, liền Nhậm Phi Phàm đều đẩy không tính được tới ở nơi nào. Diệp Thần hỏi, tiền bối, người biết long thần thiên uyên đảo tọa độ. Tinh Đạo Long Nữ bấm ngón tay tính toán, khẽ cau mày, nói, ngô. Từ đúc tinh long thần ngã xuống về sau, hắn này tòa long thần thiên uyên đảo, liền bắt đầu tại không không lúc nào không lang thang, tránh né cửu gia truy sát, bây giờ thiên cơ phiêu miểu không thể nghe thấy, nhưng ta đồ tử đồ tôn ở phía trên, cho ta chút thời gian, ta có khả năng suy tính ra, người trước chuyên tâm tranh tài. Diệp Thần nói, đúng. Tinh Đạo Long Nữ nói, này mảnh mộng cảnh nhanh hỏng mất, người mau đi ra đi. Chỉ thấy ở trên không nghe sau khi chết. Này mảnh mộng cảnh thế giới kịch liệt rung chuyển, bầu trời nổ tung, tỷ thấp nô pháp tướng đã vỡ tản, đại địa tại nứt ra, chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ. Diệp Thần gật gật đầu, không dám ở lại lâu, lập tức lợi dụng không gian truyền tống thủ đoạn, truyền tống rời đi. Làm rời đi mộng cảnh về sau, tiếp theo sát, Diệp Thần bỗng nhiên tại gian phòng trên giường bừng tỉnh, trời đã sáng, ánh nắng theo ngoài cửa sổ chiếu vào, hắn lại thấy không hiểu lãnh ý, đứng dậy xem xét, lại thấy trong tay mình. Đang nắm chặt một cái màu vàng kim vòng tròn. Là theo không văn trong tay cướp được cứu rỗi pháp vòng. Vừa mới ở trong giấc mộng phát sinh hết thảy, lại là chân thật tồn tại. Sơn thần điều động phai màu người, nghi ám sát Diệp Thần, nhưng cuối cùng lại bị Diệp Thần giết ngược lại. Diệp Thần lập tức tìm tới Nhậm Phi Phàm, đem cứu rỗi pháp vòng đưa tới, nói rõ chi tiết phai màu người chuyện ám sát. Lại có phai màu người muốn ám sát ngươi. Còn có thể giấu giếm được tai mắt của ta. Nhậm Phi Phàm chấn động. Diệp Thần hỏi, Nhậm tiền bối, là Sơn Thần lão già kia đang giở trò, hắn khẳng định hỗ trợ che lấp thiên cơ, bằng không,
coi như là phai màu người, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy liền giấu giếm được ánh mắt của ngươi. Nhậm Phi Phàm gật đầu nói, đúng là như thế, may mắn ngươi cát nhân thiên tướng, không có bị tai họa, cái kia phai màu người chi bí, ta cũng có nghe thấy, Phật tổ bằng hữu giả ly sư quá, chính là một cái phai màu người. Diệp Thần có chút kinh ngạc, nói, Phật tổ vị bằng hữu kia, cũng là phai màu người sao? Trước đây Phật tổ nói qua, Nguyên Thiên Đế rất có thể sẽ thiên vị Sơn Thần, làm phòng bất chắc, hắn muốn mời một vị bằng hữu đến đây trợ trận, hắn bằng hữu kia gọi giả ly sư quá. Từng tại mạt pháp thời đại tay sắn họa trời, cũng là một vị viễn cổ cự đầu, chấp trưởng lấy một cái gọi thiên từ tĩnh trai thế lực. Có thể được đến Phật tổ như thế khen ngợi coi trọng, cái này giả ly sư quá thực lực, có thể nghĩ. Chẳng qua là Diệp Thần không nghĩ tới, đối phương thế mà lại là một vị phai màu người. Nhậm Phi Phàm nói, vị kia giả ly sư quá, rất lợi hại, bình thường phai màu người, thờ phụng tỳ thấp nô đại thiên tôn, chịu tỳ thấp nô cứu rỗi bảo hộ. Tỳ thấp nô là thiên đạo tam tướng thần một trong, là trật tự biểu tượng, Phật tổ theo tỳ thấp nô giáo nghĩa bên trong, lĩnh ngộ trật tự, từ bi, nhân thiện, bỉ ngạn hoa mở, siêu thoát khổ hải các loại đạo lý, lại chịu mỹ thần chỉ bảo, dung hợp trách trời thương dân áo nghĩa, từ đó đã sáng tạo ra Phật Pháp. Thế gian Phật Pháp đầu nguồn, chính là vị kia tỳ thấp nô đại thiên tôn. Nhưng, Già Ly sư quá cũng không tin phụng tỳ thấp nô, nàng không tu trật tự, tu chính là hủy diệt nói. Năm đó ở mạt pháp thời đại, có 36 vị thiên đế, hợp lại sán họa trời, nàng chính là số một tồn tại, pháp lực vô biên, nhưng bởi vì tu chính là hủy diệt nói, cái này người tính tình dữ dằn kỳ quái, ta sợ Phật tổ nắm nàng gọi đến, sẽ mạo phạm nguyên thiên đế, cho nên không có đồng ý. Diệp Thần nói, thì ra là thế. Nhậm Phi Phàm ước lượng trong tay cứu rỗi pháp vòng, cười nhạt một chút, nói, lần này Sơn Thần muốn ám sát ngươi, ta cũng muốn nhìn một chút. Nguyên Thiên Đế sẽ xử lý như thế nào, người tốt nhất tu luyện, vì tổng quyết tái làm chuẩn bị, việc này ta sẽ xử lý. Cái này cứu rỗi pháp vòng, liền là tốt nhất chứng cớ, chỉ cần hiện lên cho Nguyên Thiên Đế, Nguyên Thiên Đế liếc mắt bắt thiên cơ, đều không cần Nhậm Phi Phàm nói, hắn liền biết Sơn Thần mưu sát sự tình. Diệp Thần nói tốt, Nhậm tiền bối, vậy liền nhớ ngươi. Ngay sau đó, Nhậm Phi Phàm mang theo cứu rỗi pháp vòng, đi gặp Nguyên Thiên Đế. Diệp Thần thì tiếp tục trở về trong phòng tu luyện, vì tổng quyết tái làm chuẩn bị. Như thế qua mấy ngày, Nguyên Thiên Đế đã biết mưu sát sự tình, nhưng vẫn là không có xử lý Sơn Thần ý tứ, xem bộ dáng là phải chờ tinh không tranh bá thi đấu sau khi kết thúc, lại cùng nhau xử lý. Mà tại tổng quyết tái bắt đầu trước một ngày, Diệp Thần chờ mong đã lâu đăng thần, cuối cùng cũng là lần nữa thức tỉnh. Tuyết Hiên Thần đăng miệng bình, phun ra một luồng trắng xóa xương vụ, đăng thần mảnh khảnh thân ảnh. Bắt đầu từ xương vụ bên trong chậm rãi nổi lên, nàng vừa thấy được Diệp Thần, liền cười nói, luân hồi chi chủ, chúng ta lại gặp mặt a, lần trước cái kia nguyện vọng thứ hai, không có nhường ngươi quá thất vọng a. Diệp Thần hồi nhớ tới cái kia nguyện vọng thứ hai, đủ loại khúc chiết gợn sóng, không khỏi trợn trắng mắt, nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Hắn là muốn cứu Tiêu Mộng Ly, nhưng bây giờ Tiêu Mộng Ly còn bị giam tại Nguyên Thiên Đế bên kia, hắn cùng Sơn Thần phân tranh. Trước mắt còn không quyết ra kết quả. Bất quá, tại cái kia nguyện vọng thứ hai quá trình bên trong, Diệp Thần có thể đi vào hỗn độn tử địa, nhìn thấy Tử Lan cùng Thiên Mẫu nương nương, cũng có đăng thần cự đại công lao, cho nên, hắn trong lòng đối đăng thần, kỳ thật vẫn tính hài lòng. Cái kia hỗn độn tử địa, là không không lúc nào không cùng tinh không bị ngạn giao ở giữa địa phương, tương đương với một cấp bậc nguyên bích, không không lúc nào không có bao lớn, hỗn độn tử địa liền lớn bấy nhiêu. Coi như là đỉnh cấp thiên đế, đều rất khó tiến vào bên trong. Đăng thần có thể đem Diệp Thần đưa qua, này phần thần thông pháp lực, cũng xem như tương đương lợi hại, cho nên hiện tại Diệp Thần, đối đăng thần còn ôm lấy điểm kỳ vọng, còn muốn thực hiện cái thứ ba nguyện vọng. Đăng thần ho khan một thoáng, nói, được rồi, đều đi qua, luân hồi chi chủ, ngươi còn có cái cuối cùng nguyện vọng, ngươi đem ta triệu hoán đi ra, là muốn thực hiện cuối cùng này nguyện vọng sao? Diệp Thần gật đầu nói, không sai. Hắn tế ra Nguyên Thiên Đế tòa kia kim đỉnh, ta nghĩ luyện hóa này tòa kim đỉnh, người còn có biện pháp giúp ta làm đến. Đăng thần trừng to mắt, quan sát tỉ mỉ lấy cái kia kim đỉnh, ôi một tiếng, nói, đây là Nguyên Thiên Đế chế tạo canh kim thần đỉnh a, người chẳng qua là hạ vị thần, mong muốn luyện hóa chấp trường, lại nói thì dễ làm mới khó làm sao. Diệp Thần nói, ta chính là biết không dễ dàng,
cho nên mới muốn ngươi hỗ trợ. Đăng thần lộ ra một vẻ thần sắc khó khăn, nói, này còn có điểm khó làm nha. Diệp thần nhìn thấy nàng bộ dáng này, trong lòng sớm có đoán trước, thở dài, ai, ta liền biết ngươi không được. Hắn một cái tay khác duỗi ra, tại trong lòng bàn tay hiển hóa ra thái thản tinh tòa đồ đằng, chỉ thấy cái kia đồ đằng lu mờ ảm đạm, bị một tầng bùn nhão che phủ lên, chính là đại từ thụ hoàng biến thành bùn nhão. Bằng hữu của ta đại từ thụ hoàng, nàng sa đọa thành một bãi bùn nhão, người có thể để cho nàng khôi phục nguyên hình. Diệp thần đổi cái nguyện vọng, muốn cứu trị đại từ thụ hoàng. Đăng thần thấy cái kia chòm sao bên trên bùn nhão, càng là lộ ra hoảng hốt vẻ mặt, lắc đầu liên tục khoát tay nói ách, khụ khụ, luân hồi chi chủ, chúng ta vẫn là trò chuyện hồi trở lại luyện hóa kim đỉnh sự tình đi. Rõ ràng, cứu chữa đại từ thụ hoàng, đối đăng thần tới nói, so luyện hóa kim đỉnh còn phải gian nan rất nhiều rất nhiều. Diệp thần bất đắc dĩ trợn trắng mắt, liền biết đăng thần pháp lực không đủ, căn bản không có cứu chữa đại từ thụ hoàng năng lực, nhân tiện nói, vậy ngươi muốn thế nào giúp ta luyện hóa kim đỉnh? Đăng thần trầm ngâm nói, ngươi chẳng qua là hạ vị thần, dù như thế nào đều khó có khả năng luyện hóa canh kim thần đỉnh, đây là cảnh giới hạn chế. Diệp thần cười ha ha, trong tay hiển lộ ra tinh không đỉnh khí tượng, nói ta liền tinh không đỉnh đều có thể rèn đúc, còn không luyện hóa được một tòa canh kim thần đỉnh. Đăng thần lắc lắc đầu nói, này khác biệt, tinh không đỉnh là hết sức đặc thù tồn tại, mà canh kim thần đỉnh là cửu đỉnh cảnh chi cơ, không tới cửu đỉnh cảnh, liền không thể luyện hóa. Đây là cảnh giới hạn chế thiết luật, không có khả năng đánh vỡ, phá vỡ liền là nghịch thiên, nhưng thiên không thể nghịch, nghịch thiên giả đều chết, không có ngoại lệ. Diệp thần sầm mặt lại, nói, đó chính là ngươi cũng không có cách nào. Đăng thần suy nghĩ một chút, nói, nếu như ngươi nghĩ trực tiếp luyện hóa, đó là tuyệt đối không thể nào, ngô. Bất quá ta có cái mưu lợi biện pháp, ta chỗ này có hai tấm ti linh phù, vốn là điều khiển khôi lỗi dùng phù lục, ngươi một tấm cầm lấy. Một cái khác gián tiếp đến thân đỉnh phía trên, kể từ đó, ngươi là có thể khống chế này canh kim thần đỉnh, hi hi, dùng tới đập người, uy lực chắc hẳn coi như không tệ. Đăng thần trong tay lật ra hai tấm bùa, đưa cho Diệp thần. Ti linh phù, trực tiếp dùng phù lục tới khống chế sao? Diệp thần tiếp nhận cái kia hai tấm bùa, chỉ cảm thấy này hai tấm bùa ở giữa, có một vệt kỳ diệu nhân quả liên lạc. Đăng thần nói, đúng vậy, ngươi có khả năng thử một chút. Diệp thần khẽ cau mày, nếm thử nhỏ máu dung nhập ti linh phù bên trong, một tấm áp vào kim đỉnh bên trên, một cái khác tờ chính mình cầm lấy. Ông! Chỉ một thoáng, Diệp thần liền thấy, khí tức của mình, cùng cái kia canh kim thần đỉnh, sinh ra một vệt vi diệu liên hệ. Thế này, Diệp thần tầm mắt sáng lên, lập tức liền ở chung quanh, mở ra một vùng ngân hà không gian. Tinh hà không gian bày ra, Diệp thần thôi động canh kim thần đỉnh. Tại trong tinh hà trên dưới phiên phi. Tại Diệp thần linh khí quán chú phía dưới, cái kia canh kim thần đỉnh căng phồng lên đến, cũng hóa thành tinh cầu to lớn, theo thân đỉnh bên trong phun ra vạn trượng kim quang, rộng rãi sục sôi, thủy khí hạo đáng, pháp tắc hóa thành linh quang, oanh long long gào thét, cực kỳ bá đạo. Diệp thần thôi động phía dưới, cái kia canh kim thần đỉnh, tại tinh hà trong không gian phiên phi, va chạm từng khỏa nhật nguyệt tinh thần, rất nhiều tinh thần mỗi lần bị va chạm lập tức đập tan. Hết sức thật, thật mạnh hung hãn uy lực. Diệp thần một hồi kinh hỉ. Năm đó Nguyên Thiên Đế rèn đúc này tòa kim đỉnh, dùng tiên lệ chân kim, hồng mông tử kim, hỗn độn thanh kim các loại thượng thừa tài liệu. Những tài liệu này hôm nay đã đoạn tuyệt, này tòa kim đỉnh chất liệu, uy lực, có thể xưng kinh người, nghiền ép tinh thần như bẻ gãy nghiền nát, bá đạo mạnh mẽ. Diệp thần dùng ti linh phù trưởng khống, sẽ cùng khống chế được một kiện đỉnh cấp pháp bảo. Mà lại, như vậy khống chế canh kim thần đỉnh, Diệp thần cũng không cần hao phí quá lớn tinh lực. Cái này cùng điều khiển tinh không đỉnh so sánh, liền tạo thành tương phản to lớn. Diệp thần tinh không đỉnh, uy lực càng lớn, mấy ngày nay thời gian, Phật tổ tờ kia tinh không đạo thư, bên trong huyết ấn huyết tự, Diệp thần lại mài đi mất chừng một thành, tiến một bước điều động tinh không năng lượng, dùng tới rèn đúc tinh không đỉnh. Lúc này Diệp thần tinh không đỉnh, so với trước đó cùng đệ nhị thiên nhai vật lộn thời điểm, uy lực phải mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng điều khiển tinh không đỉnh, cần hao phí hắn to lớn tinh lực, một khi không thể nhất kích thành công, hắn liền muốn chịu người chế trụ. Nhưng điều khiển canh kim thần đỉnh, Diệp thần liền dễ dàng nhiều, tốn lực không lớn, có thể thong dong rất nhiều. Có kim đỉnh trợ lực, ngày mai tổng quyết tái,
Diệp thần liền có thể nhiều một phần tính toán trước. Đăng thần cười nói, hì hì, luân hồi chi chủ, thế nào? Diệp thần liếc nàng một cái, nói, được rồi, nguyện vọng này, coi như ngươi đã giúp ta thực hiện. Hắn biết đăng thần không quá đáng tin cậy, cũng không dám hy vọng xa vời quá nhiều, bây giờ có thể khiến cho hắn gián tiếp trưởng khống kim đỉnh, hắn cũng vẫn tính hài lòng. Đăng thần thở dài một hơi, nói, vậy thì tốt quá, ba cái nguyện vọng đều đã thực hiện, ta đây đi, chờ thời gian đi đến cuối con đường, chúng ta gặp lại đi. Diệp thần nhướng mày, hỏi, chờ một chút, thời gian đi đến phần cuối, có ý tứ gì, thời gian sẽ có phần cuối sao? Đăng thần hơi có chút thần bí cười một tiếng, nói có, thời gian đi đến phần cuối về sau, vạn tượng quy khư, đó là so mạt pháp thời đại còn kinh khủng hơn rất nhiều đại mạt Nhật, người gánh chịu thiên mệnh. Chỉ có ngươi có khả năng tại đại mạt Nhật bên trong tay sắn họa trời, đến lúc đó, ngươi có thể được bảo hộ ta từng cái, hì hì, ta đi trước. Nói xong, đăng thần thân thể thoáng qua, liền hóa thành một sợi khói nhẹ sương mù tiêu tán. Diệp thần cảm ứng một thoáng tuyết hiên thần đăng, phát hiện đăng thần đã không còn nữa, không phải ngủ say, cũng không biết nàng đi nơi nào. Thời gian tận thế, vạn tượng quy khư. Diệp thần hồi nhớ tới vừa mới đăng thần. Có chút không hiểu tim đập nhanh, nhưng khi cái này liên quan đầu, nghĩ những chuyện này cũng vô dụng, vẫn là tranh tài quan trọng. Thôi, ngày mai sẽ là tổng quyết tái, ta phải chuẩn bị cẩn thận. Diệp thần âm thầm bàn tư lấy, ngày mai tổng quyết tái, cực kỳ trọng yếu, hắn nhất định phải đoạt giải quán quân. Chỉ có bắt lại quán quân, mới có thể bắt lại tinh không thần sơn, đạt được tinh không thần trì. Cũng chỉ có dựa vào tinh không thần trì. Diệp thần mới có thể tiếp tục cùng thiên mẫu nương nương câu thông. Cho nên, cuộc chiến đấu này, hắn chỉ có thể thắng, không thể bại. Diệp thần tính toán một thoáng lá bài tẩy của mình, vạn hoa đồng huyết nhãn cùng quyết tử ma nhãn, là không thể dùng lại, nhưng hắn còn có thiên đấu đại đồ kiếm, chỉ thủy nhất kiếm, vô tưởng một đao, thiên đạo đại tinh không đỉnh, xương chi thạch, đạo tạc vũ trụ hỗn độn pháp, nguyên thần thiên đường các loại át chủ bài, thật quyết chiến dâng lên. Cũng không e ngại ma phi thiên, Chu Võ Hoàng đám người. Còn có cái kia cứu rỗi pháp vòng, Nhậm Phi Phàm cũng cho hồi trở lại hắn, cũng xem như một lá bài tẩy, có đại trật tự lực lượng, lại phối hợp Tiêu Mộng Ly trước đây hiến thân, Diệp thần lấy được tinh khiết chi tâm, hắn có lòng tin đi đối kháng ma phi thiên. Lá thần ca ca. Đúng lúc này, Diệp thần đột nhiên nghe được một tiếng kêu gọi. Là ngôi sao nhỏ đang kêu gọi hắn. Ngôi sao nhỏ. Người gọi ta. Diệp thần hỏi, liền thấy ngôi sao nhỏ cái bóng, ở trong lòng nổi lên. Đúng vậy, lá thần ca ca, luân hồi sách địa chữ chân lý, ta đã chế tạo ra tới, người xem. Ngôi sao nhỏ đầu ngón tay một tấm, liền thấy trong tay nàng, hiển hóa ra luân hồi sách tổng cương, phía trên in hai cái chữ to màu vàng, một cái thiên chữ, một cái chữ. Này thiên địa nhị chữ, tựa như hội tụ chư thiên thời không tinh hoa, đại đạo diệu bao hàm nồng đậm. Thủy khí bốc hơi, rõ ràng chỉ có hai chữ, lại tựa như ẩn chứa vô số hoa chương, tỏa ra ánh sáng lung linh, vạn cổ lưu danh, lộ ra một cỗ che đậy chư thế, bao phủ càn khôn đại khí thế. Diệp thần thấy này thiên địa nhị chữ, lập tức kinh hỉ, nói, rất tốt, này địa tự chân lý, chế tạo chính là thời điểm. Ha ha, ta có luân hồi sách thiên địa chân lý trợ trận, vậy lần này tinh không tranh bá thi đấu, đoạt giải quán quân liền ổn. Luân hồi sách tổng cương, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang bát tự chân lý, mỗi nhiều chế tạo một chữ, luân hồi sách huy năng liền mạnh mẽ một điểm, có thể thoải mái hơn sửa đổi đi qua. Có luân hồi sách này đạo át chủ bài, vậy ngày mai tổng quyết tái, Diệp thần coi như chiến bại, cũng có thể đem kết quả thất bại, sửa đổi vì trở thành công. Đây không thể nghi ngờ là nghịch thiên, đơn giản vô địch. Đương nhiên, Diệp thần cũng biết, vận dụng luân hồi sách sửa đổi đi qua. Tiêu hao rất lớn, đại giới cũng là to lớn, sẽ tích lũy to lớn nhân quả nghiệp chướng, cho thân thể mang đến trầm trọng gánh vác. Cho nên, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn chắc chắn sẽ không vận dụng luân hồi sách. Nhưng có luân hồi sách làm cuối cùng át chủ bài, đối mặt ngày mai tổng quyết tái, Diệp thần lòng tin tự nhiên là lớn hơn. Ngôi sao nhỏ mỉm cười nói, ca ca, vậy ngày mai tổng quyết tái, ngươi có thể phải cố gắng lên, nhất định phải đoạt giải quán quân nha. Chúng ta trước mắt còn lại tài nguyên, chỉ đủ lại chế tạo huyền hoàng nhị chữ, còn lại vũ trụ hồng hoang bốn chữ, còn cần đại lượng tài nguyên đi rèn đúc, người nếu có thể bắt lại quán quân,
ít nhất có thể hóa giải một thoáng chúng ta tài nguyên áp lực. Diệp Thần nói, tốt, ngôi sao nhỏ, ta biết, ngươi tiếp tục rèn đúc luân hồi sách chính là, tài nguyên vấn đề, ta sẽ giải quyết. Ngôi sao nhỏ ừ một tiếng, lại có chút lo lắng nói, còn có một vấn đề, ca ca, Hoàng Đồ Tinh đã không thích hợp ở lại, ngươi đến tranh thủ thời gian tìm một chỗ khác, an trí luân hồi sách, không phải ta không có cách nào an tâm. Diệp Thần sững sờ, nói cái gì? Trước mắt ngôi sao nhỏ chân thân, ngay tại Hoàng Đồ Tinh dưới nền đất, bí mật chế tạo lấy luân hồi sách. Luân hồi sách thích hợp chế tạo địa điểm, cũng chỉ có ba cái, thần tình yêu nơi chôn xương, long thần thiên uyên đảo, Hoàng Đồ Tinh. Trước đó Diệp Thần trải qua vô tận khó khăn trắc trở, mới rốt cục tại Hoàng Đồ Tinh núp cơ, mong muốn di chuyển, lại nói thì dễ làm mới khó làm sao. Ngôi sao nhỏ nói, ta suy tính đến, hồn thiên đế đã sắp sống lại, một khi hắn phục sinh, hắn liền sẽ rút ra Hoàng Đồ Kiếm, cái kia cả viên Hoàng Đồ Tinh đều muốn sụp đổ, chúng ta nhất định phải đuổi tại hắn phục sinh trước rời đi, ngươi đến tìm địa phương mới, an trí luân hồi sách. Diệp Thần tâm bẩn co rụt lại, nói, hồn thiên đế muốn sống lại sao? Năm đó, hồn thiên đế bị nguyên thiên đế chém giết, hoàn toàn chết đi, thế gian chỉ có ý chí của hắn còn sót lại, vụn vặt không thể tả, không tạo thành cụ thể pháp tắc trật tự. Nếu là hồn thiên đế phục sinh, tái nhập không không lúc nào không, vậy đối toàn bộ không không thời không cách cục, chỉ sợ đều sẽ sinh ra nghiêng trời lệch đất cải biến. Không nói những cái khác, chỉ là đem rất nhiều hắc ám hồn tộc, toàn bộ chỉnh đốn tập trung ở cùng một chỗ, liền là một cỗ thế lực đáng sợ. Ngôi sao nhỏ nói, đúng vậy, hắn hẳn là không sai biệt lắm sống lại, Hoàng Đồ Tinh đã không thích hợp tiếp tục chờ đợi. Diệp Thần trầm ngâm một thoáng, nói ngôi sao nhỏ, người yên tâm, ta sẽ mặt khác tìm địa phương an trí luân hồi sách, người không cần phải gấp gáp. Nếu như Hoàng Đồ Tinh không thích hợp tiếp tục chờ đợi, cái kia có thể an trí luân hồi sách địa phương, cũng chỉ còn lại có thần tình yêu nơi chôn xương cùng long thần thiên uyên đảo. Thần tình yêu nơi chôn xương, đã bị lớn Chu gia tộc chiếm lấy, nghĩ muốn đoạt lại, phiền toái rất nhiều, trừ phi có thể trực tiếp khôi phục thần tình yêu. Cái kia duy nhất còn lại lựa chọn, cũng chỉ có long thần thiên uyên đảo. May mắn tình đạo long nữ có khả năng suy tính ra long thần thiên uyên đảo tọa độ, cho nên Diệp Thần cũng không có quá khẩn trương, sự tình còn có quay lại chỗ trống, liền là không biết hồn thiên đế phục sinh về sau, sẽ cho không không lúc nào không mang đến bao lớn chấn động cùng biến hóa. Ngôi sao nhỏ nói, được rồi, ca ca, ta tin tưởng ngươi, ta đây tiếp tục chế tạo luân hồi sách, tranh thủ tại hồn thiên đế phục sinh trước, nắm còn lại huyền hoàng nhị chữ chế tạo ra tới. Diệp Thần nói, tốt. Sáng sớm hôm sau, vạn chúng chú mục tinh không tranh bá thi đấu tổng quyết tái, rốt cục chính thức đến. Một ngày này, tinh không thần sơn quảng trường bên trên, tụ đầy người, không không lúc nào không có một ít ẩn giấu thế lực lớn, đều phái người tới quan chiến, tràng diện rất là long trọng. Giống như là ngu giả thần điện điện chủ, độc thủ dược thần thê tử thần tuyết giao cơ, liền mang theo nữ nhi độc cô giả la, có mặt quan chiến. Trước hai vòng đấu, các nàng đều không đến, nhưng tổng quyết tái là kìm nén không được, muốn vây xem trận này vạn cổ khó gặp thịnh sự lớn. Diệp Thần ánh mắt, cùng độc cô già la đụng vào nhau, người sau biểu lộ có chút phức tạp thẹn thùng cúi đầu, rời đi tầm mắt. Thiên tử tĩnh trai trưởng giáo, già ly sư quá đến. Đúng lúc này, chân lý sẽ tiếp khách trưởng lão, cao giọng lớn tuyên. Theo tuyên tiếng hạ xuống, chỉ thấy bên trên bầu trời, hoa vũ rực rỡ, kim quang mãnh liệt, bảo thụ hoa cái kình thiên. Thiên đế bốc hơi làm thác nước chút xuống tới, một người mặc vân văn cẩm bào phu nhân, tại 10 cái dung mạo như thiên tiên thị nữ chen chúc dưới, chậm rãi hàng lâm xuống. Phụ nhân kia làn da trắng nõn, dung mạo cực đẹp, nhưng hai đầu thật dài lông mày đúng là rủ xuống sâu xuống tới, tựa như quỷ thắt cổ bộ dáng, thoạt nhìn lại 10 điểm cổ quái, bằng thêm mấy phần uy nghiêm cùng khả phố, một đôi tròng mắt bên trong tràn đầy xương tuyết lạnh lẽo ngạo khí, dậy người không dám nhìn thẳng. Nhìn thấy người Mỹ phụ này buông xuống, toàn trường người ồn ào. Đó là cái gì người, khí thế thật là mạnh mẽ. Không không lúc nào không lúc nào, ra như thế một cái đỉnh cấp thiên đế, mãnh liệt như vậy thiên đế khí, cùng thế gian đỉnh tiêm cao thủ so sánh, cũng không kém cỏi chút nào đi. Ha, thật sự là có mắt không tròng, liền già ly sư quá cũng không nhận ra, đây chính là cứu vãn mạt pháp thời đại đại công thần, năm đó già ly sư quá tay sắn họa trời thời điểm. Các ngươi sợ là còn không có xuất thế đây. À,
nguyên lai là nàng sao? Rất nhiều kinh hãi thanh âm vang lên, ở đây rất nhiều người xem, đều bị người mỹ phụ này khí thế chấn phục. Diệp Thần lúc này đang ở luân hồi trận doanh bên trong, cùng Nhậm Phi Phàm, Phật Tổ bọn người ở tại cùng một chỗ, nhìn thấy người mỹ phụ kia buông xuống, khí thế còn như thế rộng rãi cuồn cuộn, Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nhìn về phía Phật Tổ nói. Phật Tổ, đó chính là ngươi nói giả ly sư quá. Ngươi đem nàng kêu đến. Trước đó Phật Tổ cũng đã nói, muốn thỉnh giả ly sư quá tới trợ trận, Diệp Thần không nghĩ tới giả ly sư quá thật tới. Xem giả ly sư quá bộ dáng, một bộ không có tình người lạnh lùng bộ dáng, tựa hồ thật không tốt ở chung. Phật Tổ nhìn thấy giả ly sư quá buông xuống, cũng là lấy làm kinh hãi, lắc lắc đầu nói, luân hồi chi chủ, ta cũng không có triệu hoán nàng đến đây, đoán chừng là chính nàng phải tới thăm náo nhiệt, dù sao hôm nay là tổng quyết tái. Diệp Thần khẽ cau mày nói, phải không? Giả ly sư quá buông xuống, chỉ thấy Nguyên Thiên Đế mang theo thiên địa vô cực tứ đại trưởng lão. Còn có Triều Thiên Sơn trước thần đi nghênh đón, đạo tông bên kia, thẩm phán chi chủ Thiên Pháp Lộ Nguyệt cùng Hoang lão cũng đi nghênh đón, rõ ràng giả ly sư quá thân phận trọng yếu, phô trương to lớn. Nguyên Thiên Đế mỉm cười, nói, giả ly sư quá đại giá quang lâm, ta chân lý sẽ rồng đến nhà tôm. Giả ly sư quá chắp tay trước ngực nói, đại thiên tôn ở trên, a lâu giả ly gặp qua Nguyên Thiên Đế đại nhân. Năm đó Nguyên Thiên Đế đại nhân, không để ý chúng sinh khuyên can. Khăng khăng muốn xung kích tinh không bỉ ngạn, khiến đại đạo sụp đổ, ngày tận thế tới, có thể kém chút làm hại toàn bộ không không lúc nào không đều hủy diệt. Nguyên Thiên Đế cười ha ha một tiếng, vuốt râu cười nói, năm đó ở dưới xác thực lỗ mãng một chút, có thể may mắn mà có giả ly sư quá tay sắn họa trời, bảo hộ chúng sinh chu toàn. Giả ly sư quá nói, giả ly năm đó hao tổn tận tâm huyết, miễn cưỡng ổn định thiên đạo pháp tắc, lực tẫn ngủ say, những ngày gần đây mới vừa khôi phục. Hôm nay mạo muội bái phỏng Nguyên Thiên Đế đại nhân, một là muốn nhìn xem tinh không tranh bá thi đấu tổng quyết tái việc trọng đại, hai là muốn hỏi Nguyên Thiên Đế đại nhân một tiếng, ngươi làm hại ngày tận thế tới, chúng sinh đau khổ, sinh linh đổ thán, thiên đạo pháp tắc suy sụp, không biết trong lòng có thể từng có nửa điểm hối hận. Câu nói này ngữ khí xâm nghiêm, trong lời nói có gai, như là thẩm phán lăng lệ, lập tức làm cho toàn trường người lặng ngắt như tờ, không nghĩ tới giả ly sư quá vừa thấy mặt. Thế mà liền chất vấn Nguyên Thiên Đế năm đó sự tình. Năm đó dẫn đến mạt pháp thời đại buông xuống người, đích thật là Nguyên Thiên Đế, hắn là trùng kích tinh không bỉ ngạn, đâm đến đại đạo sụp đổ, vô tận tận thế thiên tai bạo rơi, kém chút liền hủy diệt toàn bộ không không lúc nào không. Nguyên Thiên Đế nghe được giả ly sư quá nghiêm khắc chất vấn, vẻ mặt không thay đổi, lại là cười ha ha một tiếng, nói chuyện đã qua, đều đã qua, giả ly sư quá, ngươi cũng không cần truy đến cùng. Giả ly sư quá điềm nhiên nói, giả ly chỉ hỏi Nguyên Thiên Đế đại nhân một câu, người còn có nửa điểm hối hận. Nguyên Thiên Đế lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, nói, kỳ thật, trước hết nhất sông tháp người, không phải ta. Giả ly sư quá, nhân sinh khó được hồ đồ, có một số việc, biết được quá nhiều, ngược lại là thống khổ, ta khuyên ngươi không nên hỏi nhiều. Giả ly sư quá nghi ngờ nói, sông tháp là có ý gì? Nguyên Thiên Đế đại nhân. Ngươi là có cái gì nan ngôn chi ẩn? Nguyên Thiên Đế mỉm cười, lắc đầu, không tiếp tục trả lời. Sơn Thần ra tới hòa giải, nói, giả ly sư quá, tổng quyết tái lập tức bắt đầu, ngài thỉnh trước ngồi xuống, đợi tranh tài kết thúc, ta chân lý sẽ lại thay ngươi bày tiệc mời khách. Giả ly sư quá xem thường lườm Sơn Thần liếc mắt, xâm nghiêm nói, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, ngươi không xứng nói chuyện với ta. Năm đó cái kia ngắm nhìn bầu trời Triều Thiên Sơn Thần. Sớm đã chết, hiện tại chỉ có một cái đạo tâm trầm luân, chỉ biết bè lũ su nịnh lão tạp mau thôi. Lời nói này hạ xuống, toàn trường người xôn xao, không thể tin vào tai của mình. Sơn Thần người thế nào, hắn nhưng là Sơn Thần giới trên danh nghĩa lãnh chúa A, liền Nguyên Thiên Đế đều muốn lễ nhượng ba phần, nhưng bây giờ, giả ly sư quá thế mà nói thẳng quát lớn, xưng hô Sơn Thần là tiểu nhân hèn hạ, là bè lũ su nịnh lão tạp mau. Sơn Thần sững sờ. Sau đó chấn nộ sợ hãi, nói, a lâu giả ly, ngươi. Hắn giận đến giận sôi lên, không nghĩ tới giả ly sư quá sẽ trước mặt mọi người chế nhạo hắn, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào đánh trả cãi lại. Giả ly sư quá cười lạnh, nói, lão ô quy, ngươi bị Nhậm Phi Phàm đả thương, thê tử lại bị luân hồi chi chủ cướp đi, ngươi lòng giả đã mất, liền phản kháng dũng khí của ta cũng không có.
ngươi tốt nhất ra tay, ta liền lập tức đưa ngươi tru diệt. Năm đó nếu không phải ngươi cực lực mê hoặc giật dây, Nguyên Thiên Đế như thế nào lại coi trời bằng vung, khăng khăng trùng kích Tinh Không Bỉ Ngạn. Nói ra liền keng một tiếng, rút ra bên hông bội kiếm. Già Ly Sư Quá bội kiếm vừa ra, lập tức một cỗ lạnh lẽo xâm nghiêm kiếm quang, phóng lên tận trời, mơ hồ hội tụ thành kinh khủng đại phong bạo, phảng phất có thể hủy diệt thế gian hết thảy, vô cùng đáng sợ. Diệp Thần thấy thế, lấy làm kinh hãi. Xem bộ dáng này, Già Ly Sư rất hợp Sơn Thần như thế căm thù, là bởi vì Sơn Thần từng khuyên Nguyên Thiên Đế phi thăng, dẫn đến Nguyên Thiên Đế đụng sập thiên đạo, mạt pháp buông xuống, Già Ly Sư Quá năm đó vì tay sắn họa trời, kém chút liền chết, cho nên đối Sơn Thần ý kiến cực lớn, cừu hận cực sâu. Diệp Thần lại nhìn Nhậm Phi Phàm liếc mắt, có chút bội phục Nhậm Phi Phàm trước tiên gặp. Cái này Già Ly Sư Quá, tính tình quả nhiên táo bạo, thế mà trực tiếp ngay trước mặt Nguyên Thiên Đế, quát tháo Sơn Thần, không lưu mảy may thể diện. Như vậy táo bạo quái đản tính tình, hoàn toàn chính xác quá dễ dàng đắc tội với người. Lão Thái Bà, khinh người quá đáng. Sơn Thần triệt để nổi giận, liền muốn xuất thủ, lại bị Nguyên Thiên Đế đưa tay ngăn cản. Nguyên Thiên Đế trầm giọng nói, Già Ly Sư Quá, năm đó trùng kích Tinh Không Bỉ Ngạn, là ta ý tứ, cùng Hướng Thiên Tôn giả không quan hệ, ngươi không cần chút giận sang người khác. Hôm nay là Tinh Không tranh bá thi đấu tổng quyết tái thắng ngày, còn xin ngươi đừng nhiễu loạn tranh tài hiện trường. Già Ly Sư Quá cười ha ha, thu hồi bội kiếm, nói, đó là tự nhiên, Nguyên Thiên Đế đại nhân mặt mũi, ta là muốn cho, chẳng qua là xem Nguyên Thiên Đế đại nhân bộ dáng, năm đó trùng kích Tinh Không Bỉ Ngạn, tựa hồ có ẩn tình khác. Sông Tháp là có ý gì, ngươi có chuyện gì gạt thế nhân? Nguyên Thiên Đế lắc đầu, cười nói, chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, như thời cơ phù hợp, ta sẽ nói cho Sư Thái, còn mời Sư Thái trước ngồi xuống, trở về sau tranh tài bắt đầu. Già Ly Sư Quá gật đầu nói, cái kia rất tốt. Nàng không tranh cãi nữa, trực tiếp mang người tới luân hồi trận doanh, cười nhạt một tiếng, hướng Phật Tổ hành lễ nói, Thích Già Tôn giả, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Phật Tổ lại gọi Thích Già Thiên Đế, vì vậy Già Ly Sư Quá như xưng hô này. Phật Tổ mỉm cười, nói, Già Ly Sư Quá, chúng ta lại gặp mặt, lần trước ngươi thuyết phục ta buông xuống chấp niệm, giao ra Tinh Không Đạo Thư, ta đã đem Tinh Không Đạo Thư trả lại luân hồi chi chủ. Già Ly Sư Quá cười nói, Thích Già Tôn giả chịu buông xuống chấp niệm, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn, chắc hẳn tương lai có thể nhất cử chứng đạo, phi thăng Tinh Không Bỉ Ngạn. Phật Tổ lắc lắc đầu nói, phi thăng ta là không dám nghĩ, quá mức gian nan, chỉ cầu tương lai luân hồi chi chủ phi thăng, một người đắc đạo, gà chó lên trời, ta cũng có thể đi theo dính chút ánh sáng. Già Ly Sư Quá thở dài, Thích Già Tôn giả, ngươi nhưng vẫn so gà chó, xem ra ngươi đã mất đi chống lại tâm khí. Phật Tổ khẽ cười nói, không phải mất đi lòng dạ, chẳng qua là nhận rõ chân ngã thôi. Già Ly Sư Quá thở dài, vậy được rồi, mọi người có mọi người duyên phận, Thích Già Tôn giả an nhạc như thế, Già Ly cũng không tiện nhiều lời, hôm nay chính là tổng quyết tái, liền để ta nhìn một chút luân hồi chi chủ có khả năng bao lớn, lại nhường Thích Già Tôn giả như thế tôn sùng. Nói xong liền thoải mái ngồi tại Phật Tổ bên người, mà ngay cả con mắt cũng không nhìn nhìn Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm. Càng liền một câu bình thường khách sáo chào hỏi đều không có, toàn trình chỉ cùng Phật Tổ cái này bạn cũ hàn huyên vài câu. Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm nhìn nhau, đều là nhíu mày. Diệp Thần tâm nghĩ, cái này Già Ly Sư Quá, đích thật là tính tình quái đản cổ quái, không tốt ở chung, liền mặt ngoài chào hỏi cũng không nói một tiếng, không khỏi quá không có tình người. Bất quá trở ngại Già Ly Sư Quá thân phận, hắn tự nhiên cũng không tiện chỉ trích cái gì. Lúc này Tinh Không tranh bá thi đấu tổng quyết tái, đã sắp muốn bắt đầu, quyết đấu sử dụng lôi đài, đã tại trong sân rộng dựng hoàn tất, trên lôi đài khắc đầy cấm chế phù văn, chủ yếu là phòng ngừa đánh nhau khí tức tiết ra ngoài, ảnh hưởng đến người xem. Chân Lý sẽ cùng đạo tông các cường giả, những tại quảng trường bốn phía đề phòng, duy trì trật tự, chủ yếu là phòng bị hắc ám hồn tộc cùng sử thần tộc kẻ địch đánh lén. Bất quá nơi này là Sơn Thần Giới, là Chân Lý sẽ tổng đà chỗ. Hắc ám hồn tộc cùng sử thần tộc người, nghĩ đến cũng không dám tùy tiện trùng kích, trước đây sử thần tộc bệnh ách ma quân đệ tử Tiêu Cửu U, cũng chỉ dám len lén lẻn vào Vạn Tinh Hải, đùa nghịch điểm tiểu hoa chiêu thôi, gọi hắn trực tiếp trùng kích Chân Lý sẽ sơn môn, đó là trăm triệu không dám, cùng chịu chết không sai biệt lắm. Trận này tổng quyết tái, người chủ trì vẫn là Thiên Pháp Lộ Nguyệt,
có tư cách tham gia tổng quyết tái bát cường tuyển thủ, phân biệt là Diệp Thần, Ma Phi Thiên, Chu Võ Hoàng, Nhậm Thiên Nữ, Tôn Di, Lạc Hạc Hiên, Hùng Bá Phong, Vương Kim Bảo. Tại hết thảy chuẩn bị thủ tục, toàn bộ chuẩn bị sau khi hoàn thành, tiếng chiêng trống gõ vang, Thiên Pháp Lộ Nguyệt lớn tiếng nói, xin tất cả trận chung kết tuyển thủ, ra tới rút thăm. Tại Thiên Pháp Lộ Nguyệt trước người, để đó một cái dương, bên trong trưng bày từng nhánh thăm chúc, tổng quyết tái là dùng rút thăm quyết định trận chung kết trình tự. Diệp Thần cùng Tôn Di nhìn nhau, hai người ăn ý gật đầu, đi ra ngoài hút ký. Tôn Di thấp giọng nói thầm, tốt nhất ta có thể rút đến cùng ngươi một vòng, dạng này ta trực tiếp nhận thua, ngươi liền có thể dễ dàng một chút. Diệp Thần cười nói, xem vận khí đi. Diệp Thần đi đến rút thăm dương trước. Trước đưa tay đi vào lấy ra một nhánh thăm chúc, chỉ thấy thăm chúc bên trên in một cái một chữ. Được, ta là cái thứ nhất. Diệp Thần cười cười, đem thăm chúc giơ lên thị chúng, cuối cùng đưa cho Thiên Pháp Lộ Nguyệt. Luân hồi chi chủ, ngươi là hàng thứ nhất. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nhìn một chút thăm chúc bên trên danh tiếng, cười cười, treo ở bên cạnh công kỳ trên lan can. Tôn Di cũng muốn tiến lên rút thăm, lại bị Ma Phi Thiên gạt mở, nói ta tới trước. Lúc này Ma Phi Thiên, biểu lộ tương đương dữ tợn, trước mặt Thang Đăng Thiên tranh tài, hắn bại bởi Diệp Thần, mà lại chỉ thua nửa bước, trong lòng phẫn hận bất bình, hiện tại tổng quyết tái đến, hắn tự nhiên nghĩ lấy lại danh dự. Ma Phi Thiên rút thăm, rút ra thăm chúc, phía trên in một cái ba chữ. Hừ, luân hồi chi chủ, tính là ngươi hảo vận. Nhìn thấy rút thăm kết quả, Ma Phi Thiên hừ một tiếng, đem thăm chúc ném cho Thiên Pháp Lộ Nguyệt. Thiên Pháp Lộ Nguyệt treo ở công kỳ trên lan can, nói, Ma Phi Thiên, số thứ ba. Tôn Di đi lên rút thăm, rút được thứ bảy hào, cũng không thể cùng với Diệp Thần tranh tài, lẩm bẩm một tiếng, đáng tiếc. Còn lại mọi người lần lượt rút thăm, đến từ Hùng Bá gia tộc Hùng Bá Phong, nhìn xem chính mình rút đến thăm chúc, cái kia mang theo phỏng chế chiến thần bao tay tay cầm, tại khẽ run, đôi mắt có chút sợ sợ nhìn về phía một bên Chu Võ Hoàng, nói. Võ Hoàng ca, ta rút được số 2. Nhìn thấy Hùng Bá Phong số thẻ, Chu Võ Hoàng sầm mặt lại, ở đây khán giả cũng là rối loạn tưng bừng. Diệp Thần là số 1, Hùng Bá Phong là số 2, mang ý nghĩa hai người xếp tại cùng một chỗ, vòng thứ nhất liền là bọn hắn muốn tỉ võ. Hùng Bá Phong tay run thân run rẩy, hắn tự nhiên biết Diệp Thần lợi hại, đối mặt Diệp Thần, hắn sợ là không có bao nhiêu phần thắng rồi. Chu Võ Hoàng nói, hết sức nỗ lực. Nếu như thực sự đánh không lại, đầu hàng chính là, đừng mất mạng. Hùng Bá Phong run rẩy gật đầu nói, Võ Hoàng ca ngươi yên tâm, ta nhất định toàn lực ứng phó, coi như đánh không lại luân hồi chi chủ, cũng muốn tiêu hao hắn nguyên khí, dạng này phía sau ngươi cùng hắn đối chiến, là có thể dễ dàng một chút. Chu Võ Hoàng cúi đầu nhìn mình số thẻ, cười không nói, hắn rút được thứ 5 hào, thứ 6 hào là chân lý thiên tài hội tụ Lạc Hạc Hiên. Mặc dù cũng là không tầm thường nhân vật, nhưng cùng hắn vẫn là có chênh lệch cực lớn. Nói cách khác, hắn muốn thắng được tiến vào tứ cường, cũng không là việc khó gì. Thiên nữ biểu lộ cũng tương đối buông lỏng, bởi vì nàng rút đến thứ 8 hào, đối thủ là thứ 7 hào Tôn Di, như vậy chiến đấu, nàng phần thắng to lớn. Theo kết quả rút thăm toàn bộ ra tới, Thiên Pháp Lộ Nguyệt cũng rất nhanh an bài tốt tranh tài theo trình tự. Vòng thứ nhất, số 1 Diệp Thần. Đối chiến số 2 Hùng Bá Phong. Vòng thứ 2, Tam Hào Ma Phi Thiên, đối chiến số 4 Vương Kim Bảo. Vòng thứ 3, số 5 Chu Võ Hoàng, đối chiến số 6 Lạc Hạc Hiên. Vòng thứ 4, số 7 Tôn Di, đối chiến số 8 Nhậm Thiên Nữ. Bốn bánh quyết đấu, các quyết gia một tên người thắng, chính là Tứ Cường. Tứ Cường lại rút thăm, quyết gia Lưỡng Cường. Lại từ Lưỡng Cường quyết đấu đỉnh cao, sinh ra tổng quán quân. Hết thảy quyết đấu, đều sẽ tại trong một ngày cử hành. Đây đối với bát cường những người dự thi tới nói, đều là một cái khiêu chiến thật lớn, cần đối thể lực có rõ ràng quy hoạch, nếu như tại giai đoạn trước tiêu hao quá nhiều, đằng sau khả năng liền sẽ trực tiếp sụp đổ. Ta lại muốn cùng thiên nữ đánh. Diệp Thần ngươi yên tâm, ta liều mạng cũng sẽ hao hết nàng thể lực. Tôn Di nhìn thấy tranh tài an bài, đối thủ của mình là thiên nữ, nàng liền biết phần thắng không lớn. Chỉ muốn hợp lực tiêu hao thiên nữ thể lực, dạng này có thể giúp được phía sau Diệp Thần. Diệp Thần sờ lên nàng đầu, nói, lượng sức mà đi, đừng quá miễn cưỡng. Không cần lâu nay,
chỉ nghe Thiên Pháp Lộ Nguyệt cao giọng nói, các vị khán giả, tranh tài buổi diễn đã an bài tốt, phía dưới để cho chúng ta cho mời số 1 Diệp Thần, số 2 Hùng Bá Phong, lên đài tiến hành trận đầu tranh tài. Tiếng nói vừa ra, toàn trường người xem nhiệt liệt vỗ tay lớn tiếng khen hay, không ít người tâm hướng luân hồi, đều muốn thấy một lần Diệp Thần phong thái. Trước đó vòng thứ nhất thi đấu, Diệp Thần đánh giết đệ nhị thiên nhai, có thể nói là xuất tẫn đầu ngọn gió, bá khí vô địch, không ít người nghĩ nhìn lại một chút Diệp Thần phong thái. Diệp Thần cùng Hùng Bá Phong, phi thân leo lên lôi đài. Diệp Thần khí định thần nhàn đứng vững, Hùng Bá Phong thân thể thì là có chút run rẩy, thấp thỏm lo âu. Nếu như sợ, nhận thua đi, ta không thương tổn ngươi. Diệp Thần nhìn xem Hùng Bá Phong con mắt, thản nhiên nói. Hùng Bá Phong nghiến răng nghiến lợi nói, không, ta có thể là Hùng Bá gia tộc thiên tài, như thế nào cúi đầu trước ngươi. Bá Vương khai sơn, phá. Nương theo lấy quát to suốt một tiếng, Hùng Bá Phong tay phải nắm chặt, tay hắn bên trên mang theo chiến thần bao tay, răng rắc một tiếng rung động, bộc phát ra một cỗ cường đại kinh lực, màu vàng xanh nhạt cùng màu hoàng kim tinh mang, kịch liệt nở rộ, sóng khí thao thiên. Này chiến thần bao tay, cũng không phải là chính phẩm, chẳng qua là Hùng Bá gia tộc chế tạo phỏng chế phẩm, luận uy lực, khả năng liền chính phẩm một phần vạn cũng không sánh nổi, nhưng coi như thế, đối với chiến đấu lực cũng là có không nhỏ tăng phúc. Hùng Bá Phong một quyền lao ra, tại chiến thần bao tay ra chỉ dưới, uy phong lẫm liệt, quyền thế hung hãn. Nếu như là phổ thông thần đạo cảnh 9 tầng trời đỉnh phong võ giả, đối mặt Hùng Bá Phong một quyền này, chỉ sợ liên quyền gió cũng đỡ không nổi. Nhưng Hùng Bá Phong như thế mãnh liệt nhất kích, đối Diệp Thần lại không tạo được mảy may uy hiếp. Diệp Thần lạnh nhạt sai bước né tránh, tay cầm không để lại dấu vết, tại cái kia chiến thần bao tay bên trên nhẹ nhàng vỗ. Nói, người võ công thường thường, nhưng này chiến thần bao tay không sai, ta muốn. Hùng Bá Phong ngạc nhiên, nói, người nói cái gì? Diệp Thần cười cười, giơ tay phải lên, chỉ gặp hắn giống tuếch tay phải, bỗng nhiên bắn ra màu vàng xanh nhạt cùng hào quang màu hoàng kim. Trong khoảnh khắc, trên tay của hắn, thế mà nhiều hơn một cái chiến thần bao tay, một mực mang theo trên tay, giống như vẫn ở tay hắn bên trên. Hùng Bá Phong cúi đầu xem xét. Lại thấy tay phải của mình giống, chiến thần bao tay thế mà không cánh mà bay, xuất hiện ở Diệp Thần trên tay. Không, không có khả năng. Đây là có chuyện gì? Ta chiến thần bao tay. Hùng Bá Phong tại chỗ dọa đến hồn phi phách tán, sợ đến vỡ mật, nhanh chân hướng Diệp Thần xung đi. Răng rắc. Diệp Thần khóe miệng mang theo lãnh khốc đường cong, mang theo chiến thần bao tay tay cầm, nắm chắc thành quyền đầu, một cỗ cuồng bạo chiến ý giống như thủy triều bạo lao ra. Tại chỗ liền đem xông tới Hùng Bá Phong, chấn động đến chật vật lui lại, ngã nhào trên đất, trực tiếp thổ huyết. Toàn trường người xem đứng dậy, một mảnh xôn xao, tất cả mọi người choáng váng. Diệp Thần có thể một chiêu đánh tan Hùng Bá Phong, mọi người cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí coi là chuyện tình đương nhiên. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, Diệp Thần thế mà có thể tại dưới con mắt mọi người, cướp đi Hùng Bá Phong chiến thần bao tay. Này là làm sao làm được? Mọi người trợn mắt hốc mồm, bọn hắn một mực nhìn chăm chú lấy lôi đài, nhưng cũng thấy không rõ Diệp Thần dùng thủ pháp gì, thế mà trực tiếp cướp đi Hùng Bá Phong chiến thần bao tay. Diệp Thần khóe miệng mang theo nụ cười, kỳ thật hắn không phải cướp đoạt, mà là trộm, là đánh cắp. Vừa mới cùng Hùng Bá Phong giao thủ thời điểm, hắn đã âm thầm thi triển đạo tặc vũ trụ hỗn độn pháp cùng đại hoang thâu thiên thuật, hai lớn trộm lấy pháp thuật trồng chất, nhẹ nhàng, liền đem cái kia chiến thần bao tay trộm đi qua. Đây cũng là Diệp Thần thực lực chân chính, vượt qua Hùng Bá Phong quá nhiều, khí chàng hoàn toàn áp chế, cho nên hắn có khả năng dễ dàng trộm đi Hùng Bá Phong thứ ở trên thân. Nếu như này chiến thần bao tay, là đeo tại Ma Phi Thiên hoặc là Chu Võ Hoàng trên tay, cái kia Diệp Thần liền trộm không đi, trừ phi trước đem người đánh cho gần chết, dạng này mới có thể đánh cắp. Tất cả những thứ này, đều là bởi vì Hùng Bá Phong thực lực quá yếu, hắn đối mặt Diệp Thần đánh cắp, không có chút nào phát giác. Chiến thần bao tay liền bị trộm đi. Cái gì? Trên khán đài, Thiên Khư Thần Điện trận doanh bên trong, lớn Chu gia tộc tộc trưởng Chu Mục Thần bên người, Hùng Bá gia tộc gia chủ Hùng Phách Thiên, thấy chiến thần bao tay bị cướp đi, lập tức cũng giật nảy mình. Này chiến thần bao tay, mặc dù là phỏng chế phẩm, nhưng chế tạo công nghệ kỹ xảo, cùng chính phẩm giống như đúc, hao phí Hùng Bá gia tộc không tận tâm huyết, cùng chính phẩm khác biệt, còn kém tại không có đấu chiến thần tâm huyết quán chú. Không có chiến thần đại khí vận,
Nhưng bất kể như thế nào, đây chính là Hùng Bá gia tộc tâm huyết tạo vật a, cứ như vậy bị Diệp Thần cướp đi, Hùng Phách Thiên không thể nào tiếp thu được. Trên lôi đài, Diệp Thần mang theo chiến thần bao tay, này mặc dù là phỏng chế phẩm, nhưng hắn cũng thấy này chiến thần bao tay trật tự pháp tắc kỳ diệu, ẩn chứa mạnh mẽ chiến đấu pháp tắc, chỉ là này chiến thần bao tay ẩn chứa chiến đấu pháp tắc lực lượng, là có thể nghiền chết phổ thông thần đạo cảnh tồn tại. Chiến thần bao tay phía trên, có 6 cái khảm nạm lỗ khảm, 5 ngón tay mỗi cái một cái, còn có một cái lớn lỗ khảm, nơi tay phần lưng vị. Này 6 cái lỗ khảm, đối ứng 6 viên chiến thần bảo thạch, phân biệt là tinh chi thạch, nguyệt thạch, ngày chi thạch, huyết chi thạch, xương chi thạch, tâm chi thạch. Này 6 viên chiến thần bảo thạch, dùng tâm chi thạch trọng yếu nhất, giá trị lớn nhất, truyền thuyết là thiên đạo khối Rubik bên trên rụng xuống đá vụn, khảm nạm giữa lưng không trở ngại. Vạn pháp bất xâm, đạo tâm có thể đi đến thế gian mạnh nhất cảnh giới. Này 6 viên chiến thần bảo thạch, Diệp Thần trước mắt chỉ có một khỏa xương chi thạch. Hắn lập tức đem xương chi thạch tế ra, trực tiếp khảm nạm đến chiến thần bao tay phía trên. 3. Cái kia xương chi thạch kín kẽ, liền khảm nạm tới tay bộ đầu ngón tay lỗ khảm bên trên, tại khảm nạm hoàn thành trong nháy mắt, Diệp Thần liền thấy, xương chi thạch truyền đến một cỗ cường đại năng lượng, phong phú toàn thân hắn. Hắn toàn thân xương cốt lần nữa thuế biến, răng rắc rung động, lực lượng bão táp, thân thể cường độ lại tăng lên một cái cấp độ. Lần trước tại hư không quỷ giới, Diệp Thần luyện hóa xương chi thạch, nhưng có thể dung hợp đến xương chi thạch năng lượng, cũng không tính nhiều, hiện tại hắn đem xương chi thạch khảm nạm đến chiến thần bao tay bên trên, có chiến thần bao tay trật tự trợ lực, xương chi thạch năng lượng, liền đại lượng điên cuồng tràn vào hắn trong cơ thể, mang cho hắn càng thêm to lớn thuế biến cùng cường hóa. Không tệ, không tệ, quả nhiên chỉ có chân chính trật tự, mới có thể phát huy ra chân chính đại uy lực. Uy lực từ trật tự bên trong sinh ra, mà không phải hỗn loạn. Diệp Thần tâm bên trong mừng như điên, đối thiên địa pháp tắc, cũng có cảm ngộ mới. Soạt, theo Diệp Thần thân thể xương cốt đạt được cường hóa, hắn toàn thân toát ra vô tận luân hồi quang sáng chói, một đạo thương lam sắc phủ văn, tại hắn trên da hiển hiện. Đó là luân hồi nguyên thể. Thủy chi đồ đằng phù văn. Giờ khắc này, Diệp Thần luân hồi nguyên thể, thế mà cũng đã nhận được thuế biến, thức tỉnh ra mới đồ đằng. Luân hồi nguyên thể, có thể nói là chư thiên mạnh nhất siêu phàm nguyên thể, có cửu thiên đồ đằng, phong, lôi, thủy, hỏa, nham, thảo, băng, ánh sáng, tối. Trước đây Diệp Thần, đã thức tỉnh năm đạo đồ đằng, phân biệt là phong lôi hỏa nham băng. Hiện tại, tại xương chi thạch năng lượng tẩm bổ dưới. Hắn thân thể cường hóa, lại thức tỉnh nhiều một đạo đồ đằng, chính là thủy chi đồ đằng. Thủy chi đồ đằng, ôn nhuận phồn vinh mạnh mẽ, thượng thiện nhược thủy. Thủy chi đồ đằng một thoáng thức tỉnh, Diệp Thần trên người khí tức, liền không còn là một vị chiến thần hung man, mà là nhiều hơn một cỗ nhu hòa mùi vị, cương nhu cùng tồn tại, tựa như đại đạo tự nhiên. Rất tốt, ta lại mạnh lên, đoạt giải quán quân lại nhiều hơn một phần nắm bắt. Diệp Thần cảm thụ được trong cơ thể cương nhu tịnh tể lực lượng, rất là hưng phấn. Hùng Bá Phong ngốc ngốc nhìn xem Diệp Thần, cùng oai hùng bộc phát Diệp Thần so sánh, hắn giờ phút này đơn giản nhỏ bé như sâu kiến, như thằng hề tồn tại. Hắn ánh mắt, tràn đầy cừu hận cùng không cam lòng, cuồng hống nói. Nắm chiến thần bao tay trả lại cho ta. Oanh! Một cỗ cuồng bạo chiến khí thủy triều, từ trên người Hùng Bá Phong nổ lên, cơ thể của hắn xương cốt. Răng rắc rung động, thân thể bành trướng một vòng, tóc trong nháy mắt từng chiếc dựng thẳng lên, hóa thành vàng óng màu sắc. Giờ khắc này, hắn trực tiếp mở ra chiến cuồng nguyên thể. Chiến cuồng nguyên thể, là Hùng Bá gia tộc độc thuộc siêu phàm nguyên thể, mở ra về sau, thân hóa chiến cuồng, dũng mãnh vô địch. Lúc này Hùng Bá Phong, liền tựa như là một tôn cuồng chiến sĩ, toàn thân kim diễm bừng bừng, chiến khí sục sôi, một quyền bẻ gãy nghiền nát, nổ tung hướng Diệp Thần. Diệp Thần nhìn xem cuồng sông mà đến Hùng Bá Phong, khuôn mặt không thay đổi, thậm chí không có làm ra cái gì phòng ngự, trở tay một quyền, đập mạnh hướng Hùng Bá Phong thân thể. Hai người nắm đấm, cơ hồ là đồng thời đánh trúng đối phương, bộc phát ra một cỗ tiếng vang. Diệp Thần khóe miệng mang theo lãnh khốc đường cong, luân hồi nguyên thể thủy chi đồ đằng lấp lánh, một cỗ nhu hòa lực lượng, đem Hùng Bá Phong quyền thế, toàn bộ hóa giải mất. Thân thể của hắn không có nhận đến tổn thương chút nào. Đây là thủy chi đồ đằng ảo diệu, nước vì trí nhu, có thể hóa giải đủ loại tổn thương.
phốc phốc. Hùng Bá Phong lại là máu tươi nôn như điên, lồng ngực chặt chẽ vững vàng chịu Diệp Thần một quyền, thân thể như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Diệp Thần nắm đấm, có thể là đeo chiến thần bao tay. Tại chiến thần bao tay ra chỉ dưới, Diệp Thần nắm đấm lực lượng, hạng gì hung mãnh, quả thực là khai thiên diệt biển, cuồng bạo chiến ý đủ để nghiền ép hết thảy. Diệp Thần chỉ một quyền, liền đem Hùng Bá Phong toàn thân xương cốt, toàn bộ đánh nát. Oanh! Hùng Bá Phong thân thể, trực tiếp nện ở dưới lôi đài, tại quảng trường bên trên ném ra một cái hố sâu, cả người đã là máu thịt be bét. Phong Nhi! Hùng Phách Thiên kinh hãi, vội vàng liền xông ra ngoài. Chu Võ Hoàng cũng là hãi dị, vọt tới Hùng Bá Phong bên người, thăm dò mệnh của hắn mạch, lại phát hiện Hùng Bá Phong khí tức đã đoạn tuyệt, tất cả thời gian đường ma diệt, một đầu sinh cơ đều không còn. Diệp Thần nắm đấm, quá hung mãnh, tại chiến thần bao tay ra chỉ dưới, vẻn vẹn một quyền, liền đem Hùng Bá Phong đánh chết, như là nghiền chết một con giun dế. Chu Võ Hoàng cùng Hùng Phách Thiên, còn có ở đây hết thảy nhận biết Hùng Bá Phong người, đều thấy trong đầu của chính mình, liên quan tới Hùng Bá Phong trí nhớ, đang không ngừng làm nhạt mơ hồ. Đây là bởi vì Diệp Thần lực lượng, quá mức bá đạo, không chỉ là đánh giết Hùng Bá Phong, còn ma diệt đi hắn tất cả thời gian đường, chỗ có nhân quả dấu vết. Không bao lâu, thế gian liền sẽ không có người nhớ kỹ Hùng Bá Phong người này, bởi vì hắn tất cả nhân quả, đều bị Diệp Thần một quyền đánh cho bạo diệt. Toàn trường xôn xao, không ít người xem đứng dậy, bọn hắn biết Diệp Thần lợi hại, cũng biết Diệp Thần nhất định có thể thắng được Hùng Bá Phong, nhưng chẳng ai ngờ rằng, Diệp Thần sẽ đoạt được nhẹ nhàng như vậy. Chỉ một quyền, liền đem Hùng Bá Phong đánh nổ. Thắng bại đã phân. Trận đầu quyết đấu, Diệp Thần hình thắng. Thiên Pháp Lộ Nguyệt tuyên bố kết quả sau cùng, trên khán đài bộc phát ra một hồi reo hò. Chậm đã. Bỗng nhiên, Hùng Phách Thiên đứng dậy, ánh mắt mang theo một vệt vẻ oán độc. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, Hùng Bá gia chủ, người đối ta phán quyết có ý kiến gì không? Hùng Phách Thiên nói, ý kiến cũng là không có, một vòng này quyết đấu, đích thật là ta gia phong mà tài nghệ không bằng người, thế nhưng... Hắn chỉ Diệp Thần trên tay chiến thần bao tay, cái bao tay này là ta Hùng Bá gia tộc chí bảo, cũng không thể nhường tiểu tử này đoạt đi. Thiên Pháp Lộ Nguyệt cười nói, này là người khác cầm tới chiến lợi phẩm. Hùng Phách Thiên cả giận nói, ngươi. Thiên Pháp Lộ Nguyệt lạnh nhạt nói, tốt, không muốn nhiễu loạn tranh tài trật tự, ngươi vẫn là nghĩ biện pháp đi phục sinh. Ấy, hắn tên gọi là gì tới? Nhìn Hùng Bá Phong, nàng đã không nhớ rõ tên Hùng Bá Phong. Hùng Phách Thiên khuôn mặt thành màu gan heo, còn muốn tranh luận, Chu Võ Hoàng ngừng lại hắn nói, bá phụ, an tâm chớ vội, phong đệ thù, ta sẽ báo. Hùng Phách Thiên nghiến răng nghiến lợi, nói, Võ Hoàng, phải xem ngươi rồi. Hắn yên lặng lấy ra một khỏa màu vàng kim tinh thạch, nhét vào Chu Võ Hoàng trong tay. Chu Võ Hoàng nhìn xem cái kia kim sắc tinh thạch, tầm mắt lập tức sáng lên, yên lặng gật đầu thu xuống dưới. Diệp Thần thoáng nhìn một màn này. Âm thầm lưu tâm, đi xuống lôi đài. Hắn đã thắng một vòng, thuận lợi tấn cấp tứ cường, chỉ cần lại thắng một vòng, liền có thể vào cuối cùng trận chung kết. Trận thứ hai quyết đấu, cho mời Tam Hào Ma Phi Thiên, số 4 Vương Kim Bảo lên đài. Thiên Pháp Lộ Nguyệt tiếp tục tuyên bố. Ma Phi Thiên cùng Vương Kim Bảo trèo lên lôi đài, người trước biểu lộ lạnh lùng, khoanh tay, người sau thì là chất đống nụ cười, một bộ nịnh nọt bộ dáng. Ta nhận thua, trận đấu này liền không đánh nữa. Vương Kim Bảo cười hướng Ma Phi Thiên chắp tay, lại hướng Thiên Pháp Lộ Nguyệt chắp tay nói ra, lại có thể là trực tiếp nhận thua. Ma Phi Thiên cùng Thiên Pháp Lộ Nguyệt khẽ giật mình, dưới đài khán giả cũng là sững sờ, không nghĩ tới Vương Kim Bảo sẽ trực tiếp nhận thua, bất quá ngẫm lại cái này cũng đích thật là cử chỉ sáng suốt. Nếu quả thật đánh lên đến, Vương Kim Bảo tuyệt đối không phải Ma Phi Thiên địch thủ, thậm chí rất có thể muốn bị giết chết. Vương Kim Bảo tuyển thủ nhận thua, trận này quyết đấu, do số 2 tuyển thủ Ma Phi Thiên thắng được. Thiên Pháp Lộ Nguyệt công bố kết quả, Vương Kim Bảo ngượng ngùng đi xuống đài, Ma Phi Thiên giễu cợt một tiếng, cũng đi xuống lôi đài. Trận đấu thứ 3, do Chu Võ Hoàng đối chiến Lạc Hạc Hiên. Thiên Pháp Lộ Nguyệt tiếp tục tuyên đọc, Chu Võ Hoàng cùng Lạc Hạc Hiên leo lên lôi đài. Lạc Hạc Hiên yên lặng một hồi, suy nghĩ một chút, đột nhiên cũng nói, ta nhận thua. Quay người đi xuống lôi đài. Toàn trường xôn xao, vừa mới Vương Kim Bảo nhận thua, lần này Lạc Hạc Hiên lại nhận thua, quả thực có chút vượt quá mọi người dự kiến.
Chu Võ Hoàng sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha, hướng Lạc Hạc Hiên nói, huynh đệ, đa tạ. Lạc Hạc Hiên chính là chân lý dễ chân truyền đệ tử, thực lực có chút không tầm thường, còn có một số át chủ bài, nếu quả như thật quyết đấu đỉnh cao, Chu Võ Hoàng tuy có thể thắng, nhưng chắc chắn cũng sẽ tiêu hao không ít linh khí, hiện tại Lạc Hạc Hiên trực tiếp nhận thua, cũng là tiết kiệm hắn không ít công phu. Diệp Thần sầm mặt lại, thấy Lạc Hạc Hiên xuống đài, liền tiến lên hỏi, Lạc huynh, vì sao muốn nhận thua? Lạc Hạc Hiên thản nhiên nói, không muốn chết thôi. Ta cái này chân lý thiên tài hội tụ, bất quá chỉ là hư danh, các ngươi mới thật sự là thiên tài. Ánh mắt của hắn theo Diệp Thần, Chu Võ Hoàng, Ma Phi Thiên, thiên nữ bọn người trên thân từng cái quét qua, biết mình cùng này chút đỉnh cấp thiên tài chênh lệch, cho nên, đối mặt Chu Võ Hoàng, hắn lựa chọn trực tiếp nhận thua. Diệp Thần lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, hắn còn muốn nhường Lạc Hạc Hiên tiêu hao Chu Võ Hoàng linh khí, nhưng xem ra là không có hy vọng. Trận thứ tư tranh tài, cho mời Nhậm Thiên Nữ tuyển thủ cùng Tôn Di tuyển thủ. Thiên Pháp Lộ Nguyệt cao giọng nói. Diệp Thần, ta đi. Tôn Di nhìn thật sâu Diệp Thần liếc mắt, trèo lên lôi đài. Nhậm Thiên Nữ cũng đi lên lôi đài, nàng một thân áo bào trắng, áo choàng đằng sau in một cái nguyên chữ, hiện lộ rõ ràng thân phận cao quý, nàng là Nguyên Thiên Đế đồ đệ. Bất quá, này một trận chiến, nàng là vì chính mình mà chiến. Cũng không phải là vì Nguyên Thiên Đế, cũng không phải vì chân lý sẽ. Nếu như có thể đoạt giải quán quân, nàng khẳng định phải xẻ thịt tinh không thần sơn, thu hoạch vô tận chỗ tốt. Trên lôi đài, Tôn Di cùng thiên nữ, xa xa rằng co lấy. Thiên Pháp Lộ Nguyệt tại bên bờ lôi đài, nói, Tôn Di tuyển thủ, ngươi cũng muốn nhận thua sao? Nàng thấy trước hai vòng đấu, Vương Kim Bảo cùng Lạc Hạc Hiên đều nhận thua, coi là một vòng này quyết đấu, Tôn Di cũng muốn nhận thua. Dù sao Nhậm Thủy đều nhìn ra, Tôn Di cùng thiên nữ thực lực, có không ít chênh lệch. Không, ta có thể là thảo thần. Tôn Di tầm mắt phát lạnh, cũng không có chút nào nhận thua ý tứ, nàng coi như biết không địch lại thiên nữ, cũng muốn tận toàn lực tiêu hao thiên nữ linh khí. Cứ như vậy, nếu như tiếp xuống tranh tài, Diệp Thần cùng thiên nữ tỉ thí, là có thể dễ dàng một điểm. Ông, Tôn Di quyết ý toàn lực ứng phó, trên thân thể mềm mại nở rộ cỏ cây thanh quang. Trên đầu xuất hiện một cái sinh cơ bừng bừng thảo thần vòng hoa, cái này vòng hoa, chính là trước hai đời thảo thần dốc hết tâm huyết bệnh mà thành, là thảo thần quyền hành biểu tượng, có thể nói là vương miện. Đầu đội lên thảo thần vòng hoa, Tôn Di da thịt trắng noãn, lập tức trở nên trắng hơn tích sáng long lanh, tựa như rừng rậm tinh linh, từng sợi tự nhiên phát sáng, tại nàng quanh thân quanh quần, cửa hàng tản ra đến, bao phủ đến trong võ đài. Nhất thời. Vừa mới vẫn là tảng đá chế tạo băng lãnh lôi đài, giống như hóa thành rừng rậm bùn đất, một lùm bụi cỏ xanh, khắp nơi hoa tươi, theo trong đất bùn nảy mầm rút ra, còn có từng cây đại thụ, rút thiên mà lên. Đại thụ thủ vệ, đi, cả. Tôn Di hai tay bấm quyết, tựa như là chúa tể rừng rậm nữ thần, toàn thân từng tầng một hào quang nở rộ, chung quanh từng cây đại thụ, tại nàng hào quang chiếu rọi đến, lập tức lột xác thành thụ yêu, trên cành cây hiển lộ ra ngũ quan. Lớn tiếng gầm thét, mở rộng bước chân, từng đầu nhánh cây như cự trảo đánh ra, trực kích hướng Tôn Di. Thiên nữ vẻ mặt không thay đổi, vung ra thần Chu Thiên Kiếm, suy một tiếng, nhẹ nhàng, liền đem thụ yêu đập đánh tới cành cây, trực tiếp chặt đứt đi. Xoạt xoạt xoạt, nàng lại huy kiếm răng khắp nơi, mấy đạo thập tự trảm kiếm khí bắn mạnh mà ra, suy suy phát vang, đúng là giống như là cắt đậu phụ, đem cái kia từng con cao lớn thụ yêu, trực tiếp cắt nát đi. Thấy cảnh này, toàn trường xem người rối loạn, đều kinh ngạc tán thán thần Chu Thiên Kiếm sắc bén. Đạo tông trận doanh bên này, đại chủ tể sau lưng, đao kiếm nhị sứ đang ngồi lấy. Kiếm tử tiên trần thấy thiên nữ trong tay thiên kiếm, già nua ra mặt run động đậy, nói, đại chủ tể, đây chính là thuộc hạ kiếm. Đại chủ tể nhàn nhạt hỏi, là ngươi chế tạo sao? Kiếm tử tiên trần trầm giọng nói, không phải, nhưng Nhậm thiên nữ tên này, vong ân phụ nghĩa. Thuộc hạ lúc trước đợi nàng tốt như vậy, nàng thế mà nhìn trộm thuộc hạ thần Chu Thiên Kiếm bản vẽ, còn chính mình tự tiện đúc kiếm, coi như chẳng qua là rèn đúc chim non kiếm, nhưng đại khí vận đã bị nàng chiếm đi, thuộc hạ đã không còn cách nào tạo. Giống thần Chu Thiên Kiếm này loại đỉnh cấp kỳ quan, thế gian chỉ có thể tồn tại một thanh, khí vận phần độc nhất, thiên nữ trước đúc kiếm, kiếm tử tiên trần liền không cách nào lại đúc, coi như hắn chế tạo ra giống nhau như đúc kiếm, không có đại khí vận gia trì. Cũng bất quá là sắt vụn thôi.
Kiếm tử Tiên Trần muốn có Thần Chu Thiên Kiếm, hoặc là ra tay cướp đoạt Thiên Nữ Kiếm, hoặc là đem Thiên Nữ Kiếm hủy đi, chính mình lại lần nữa đúc. Đại chủ tể thản nhiên nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Kiếm tử Tiên Trần nói, đại chủ tể, Thần Chu Thiên Kiếm là thuộc hạ, còn xin ngươi lòng từ bi, trổ hết tài năng, đem Thiên Nữ trong tay kiếm, đoạt lại ban cho thuộc hạ. Đại chủ tể nói, ta không thể đoạt một tên tiểu bối đồ vật. Kiếm tử Tiên Trần khuôn mặt biến sắc, cố nén lửa giận, nói cái kia thuộc hạ tự mình ra tay đi đoạt, đại chủ tể, còn xin ngươi đừng ngăn cản. Đại chủ tể nói, ta không ngăn cản ngươi, nhưng ngươi đừng quên, Thiên Nữ đã là Nguyên Thiên Đế đồ đệ, ngươi ra tay trước đó, tốt nhất trước cân nhắc một chút thân phận của mình. Kiếm tử Tiên Trần nói, đại chủ tể, ngươi không bảo hộ thuộc hạ sao? Đại chủ tể lắc đầu, không nói gì thêm. Kiếm tử Tiên Trần ánh mắt, lập tức liền trở nên ảm đạm cùng ủy khuất, còn toát ra một vệt oán hận. Trên lôi đài, Thiên Nữ ỷ vào Thần Chu Thiên Kiếm sắc bén, tung hoành rào cắt, đem Tôn Di gọi ra thụ yêu thủ vệ, toàn bộ giống giấy mảnh cắn nát. Tôn Di cắn răng, chuẩn bị vận dụng một chút át chủ bài chiêu số, đột nhiên thấy hoa mắt, Thiên Nữ đã giống như quỷ mị, lách mình xuất hiện ở trước mặt nàng, Thần Chu Thiên Kiếm băng lãnh mũi kiếm, liền gác ở cổ nàng lên. Ngươi thua. Thiên Nữ lạnh lùng nói. Chỉ một thoáng, Tôn Di gương mặt tái nhợt, trên cổ lông tơ từng sợi dựng thẳng lên, nàng không nghĩ tới Thiên Nữ tốc độ nhanh như vậy, thật giống như quỷ mị, lập tức liền giết tới trước mắt nàng, nàng hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Lúc này chỉ cần Thiên Nữ tay cầm thoáng dùng sức, nàng liền bị chém giết. Nhân kiếm hợp nhất, tốc độ thật nhanh. Dưới lôi đài, Diệp Thần nhìn thấy Thiên Nữ đã áp chế Tôn Di, đồng tử lập tức kịch liệt co vào. Thiên Nữ tốc độ nhanh như vậy, không chỉ là nàng bản thân tốc độ, còn có Thần Chu Thiên Kiếm tốc độ. Thiên Nữ đã đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, dựa vào Thần Chu Thiên Kiếm, tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, Diệp Thần lại mơ hồ thấy không đúng. Nói như vậy, nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, là thân là chủ, kiếm làm phụ, tự thân ý chí chiếm cứ tuyệt đối vị trí chủ đạo. Nhưng Thiên Nữ bộ dáng, nhưng thật giống như là kiếm làm chủ. Nàng cũng là thành vật làm nền, bị Thần Chu Thiên Kiếm mang theo công kích Tôn Di. Này Thần Chu Thiên Kiếm, linh tính khủng bố, Thiên Nữ vô pháp hoàn toàn trưởng khống, chỉ có thể theo kiếm ý phát huy. Một màn này, nhường Diệp Thần nhớ tới vòng thứ nhất thi đấu thời điểm, Thần Chu Thiên Kiếm mất khống chế, quán xuyên bộ ngực của hắn, kém chút liền giết hắn. Đó không phải là Thiên Nữ muốn giết Diệp Thần, là Thần Chu Thiên Kiếm không kiểm soát. Bây giờ cách khi đó đã qua thời gian nửa tháng, Thiên Nữ tu vi có chỗ tinh tiến, đối Thần Chu Thiên Kiếm trưởng khống càng sâu, nhưng rõ ràng còn chưa tới hoàn toàn trưởng khống mức độ, thậm chí muốn bị kiếm ý mang theo đi. Ong ong! Thần Chu Thiên Kiếm chấn động, nở rộ tinh mang, giống như mong muốn cắt xuống đi, đem Tôn Di đầu cắt đi. Thiên Nữ biến sắc, cầm kiếm tay hơi hơi rung động, cưỡng ép nắm lấy chuôi kiếm, nhưng Thần Chu Thiên Kiếm không có thoát khỏi tầm kiểm soát của mình. Nhưng nàng cũng sợ mất khống chế, quát đi xuống đi. Vung ra một chưởng, đem Tôn Di đánh rớt dưới đài. Diệp Thần vội vàng đem Tôn Di thân thể tiếp được, Tôn Di khuôn mặt theo tái nhợt chuyển thành đỏ bừng, một mặt áy náy, nói thật xin lỗi, Diệp Thần, ta thua. Kỳ thật bại bởi Thiên Nữ, cũng không mất mặt, nhưng nàng thua quá nhanh, không có mấy chiêu liền bị Thiên Nữ đánh rơi dưới đài, Thiên Nữ toàn trình không cần tốn nhiều sức. Diệp Thần ừ một tiếng. Nói, không có việc gì, người không có việc gì liền tốt. Hắn lại ngẩng đầu hướng Thiên Nữ nói, đa tạ, Thiên Nữ. Diệp Thần biết, là Thiên Nữ hạ thủ lưu tình, bằng không, Tôn Di đã là một cỗ thi thể. Thiên Nữ Thần Chu Thiên Kiếm, quá mức xuất sắc, coi như là Tôn Di cũng đỡ không nổi. Nếu như không có Thần Chu Thiên Kiếm, Tôn Di còn có thể cùng Thiên Nữ chu toàn một thoáng, nhưng Thiên Nữ ỷ vào Thần Chu Thiên Kiếm chi lợi, quả thực là thần cản giết thần. Phật cản giết Phật, Tôn Di có thể hoàn hảo không chút tổn hại rút lui, đã là kết cục tốt nhất. Toàn trường rối loạn tưng bừng, không nghĩ tới Thiên Nữ nhanh như vậy liền thắng được chiến đấu, xem ra cửu thần thời đại, đích thật là đi qua, coi như Tôn Di kế thừa cửu thần bên trong thảo thần quyền hành, cũng không cách nào cùng Thiên Nữ này loại đỉnh cấp thiên tài chống lại. Chu Võ Hoàng cùng Ma Phi Thiên biểu lộ, cũng là có chút ngưng trọng, bọn hắn đối Thiên Nữ trong tay thần thuyền thiên kiếm, đồng dạng kiêng kỵ. Trận thứ tư quyết đấu, Nhậm Thiên Nữ thắng. Tốt, tứ cường đã quyết ra, xem ra các ngươi đều là đỉnh cấp thiên tài a,
từng cái không cần tốn nhiều sức, liền tấn cấp tứ cường. Thiên Pháp Lộ Nguyệt cười híp mắt, tầm mắt theo Diệp Thần, Ma Phi Thiên, Chu Võ Hoàng, Thiên Nữ bốn người trên thân quét qua, tứ cường đã quyết ra, Diệp Thần bọn bốn người lại toàn bộ là tinh thần sung mãn trạng thái, cũng không có tiêu hao cái gì thể lực. Tới rút thăm đi. Thiên Pháp Lộ Nguyệt cũng không nói nhảm, đem bốn chi thăm chúc đầu nhập trong dương. Diệp Thần, Ma Phi Thiên, Chu Võ Hoàng, Thiên Nữ bốn người đi lên rút thăm, Diệp Thần trước rút đến số 4. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 541.